Tuyệt thế cường long, Tề Đẳng Nhàn. Tập 7. Thái độ của Lý Thiên Lạc chưa nói tới có bao nhiêu kiêu ngạo, nhưng chính loại cảm giác cao cao tại thượng đó, phảng phất như đang nói chuyện với một con kiến hôi vậy. Không đợi Tề Đẳng Nhàn nói chuyện, Lý Vân Uyển liền nói, Lý Thiếu, nếu cô Hoàng chủ động tiếp xúc với anh ấy, vậy thì anh ấy cũng không có cách nào trốn tránh phải không? Lý Thiên Lạc cười lạnh một tiếng, nói, cho dù cô Hoàng chủ động tìm cậu ta, tôi cũng muốn phế cậu ta. Đây là lời nói của tôi, cũng là quy tắc của tôi. Lý Vân Uyển chỉ cảm thấy Lý Thiên Lạc người này rất bá đạo, thật không nói đạo lý, nhưng cô ấy không thể đắc tội anh ta, chỉ có thể lắc đầu. Anh đừng chọc anh ta. Lý Gia Quyền là lưu phái võ thuật lớn nhất tỉnh Đông Hải chúng ta, quyền quán mở khắp toàn bộ tỉnh Đông Hải. Người của họ làm việc rất bá đạo, rất dựa vào vũ lực. Nếu anh chọc giận anh ta, sẽ bị người đánh, tôi sẽ đau lòng. Lý Vân Uyển nhẹ nhàng nắm lấy ống tay áo của Tề Đẳng Nhàn, thấp giọng nói, sợ tính tình chó má của hắn đi lên đối mặt trực diện với Lý Thiên Lạc. Tề Đẳng Nhàn lại khinh thường cười nhạo một tiếng, nói anh muốn đứt tay tôi, móc mắt tôi ra. Nói xong lời này, hắn bỗng nhiên cao giọng nói, Hoàng Tình Ca. Ừ, Hoàng Tình Ca đang nói chuyện với bạn bè thì nghe thấy Tề Đẳng Nhàn gọi cô ấy, không khỏi quay đầu lại. Lại đây một chút, Tề Đẳng Nhàn cười híp mắt nói. Sắc mặt Lý Thiên Lạc ngay lập tức thay đổi, tên này sẽ không nói võ đức như vậy chứ. Mình vừa mới cảnh cáo cậu ta quay đầu liền chuẩn bị cáo trạng với Hoàng Tình Ca. Cậu ta có phải là đàn ông hay không? Hoàng Tình Ca đi tới, nói với Tề Đẳng Nhàn, Tề tiên sinh, tìm tôi chuyện gì vậy? Không có gì, chính là cảm thấy hôm nay cô ăn mặc rất đẹp, cho nên muốn nhìn thêm hai lần. Tề Đẳng Nhàn nghiêm túc quan sát nhan sắc thịnh thế của Hoàng Tình Ca, mỉm cười nói. Lý Thiên Lạc đứng một bên tức giận đến đen mặt. Lý Vân Uyển cũng không khỏi hơi bất đắc dĩ, cũng hơi muốn cười, Tề Đẳng Nhàn, chính là loại tính cách dầu muối không ăn này, anh càng nói hắn không làm gì. Hắn càng muốn đi làm cái đó, hơn nữa còn muốn làm cho anh xem. Hoàng Tình Ca nghe Tề Đẳng Nhàn nói vậy, gương mặt cô ấy hơi đỏ lên, nhưng trong lòng khó nén được ý kiêu ngạo, cười nói, đó là đương nhiên, hôm nay tôi đã trang điểm rất tỉ mỉ. Qua, tay cô trắng nõn mềm mại như vậy, có thể cho tôi xem một chút được không? Tề Đẳng Nhàn vươn tay phải ra. Ừ, Hoàng Tình Ca ngẩn người, theo bản năng vươn tay ra, để cho hắn bắt lấy. Tề Đẳng Nhàn nắm tay Hoàng Tình Ca, mỉm cười nói, chắc là cô chăm sóc bàn tay này không ít lần, làn da mới mềm mại như vậy. Lý Thiên Lạc bị một màn trước mắt này làm cho tức giận đến cả người đều bắt đầu run rẩy, hận không thể ngay lập tức đè Tề Đẳng Nhàn xuống đất nện một trận. Hô! Lý Thiên Lạc hít sâu một hơi thật sâu, lúc này mới miễn cưỡng bình tĩnh tâm trạng của mình. Được rồi, không có việc gì, tôi chỉ đùa thôi. Tề Đẳng Nhàn buông tay Hoàng Tình Ca ra, mỉm cười nói. Vậy tôi đi qua chào hỏi bạn bè một chút, lát nữa quay lại nói chuyện với anh. Hoàng Tình Ca nói. Tề Đẳng Nhàn đợi đến khi Hoàng Tình Ca rời đi, trong nháy mắt, nụ cười trên mặt hắn biến mất, nói với Lý Thiên Lạc, Lý Thiếu bây giờ có thể thử móc trong mắt của tôi, chặt đứt tay tôi rất chờ mong nha. Lý Vân Uyển chỉ cảm thấy hết hồn hết vía, Tề Đẳng Nhàn đừng có chơi kích thích như vậy được hay không? Lý Thiên Lạc vừa mới cảnh cáo hắn, hắn quay đầu liền gọi Hoàng Tình Ca tới, đem những thứ Lý Thiên Lạc cảnh cáo đều thử một lần. Điều này không khác gì tát vào mặt Lý Thiên Lạc, căn bản không để Lý Thiên Lạc vào mắt. Tề Đẳng Nhàn đúng không? Rất tốt, tốt, lần đầu tiên tôi gặp một người vừa ngạo mạn vừa vô lễ như cậu. Lý Thiên Lạc tức giận nói. Ngạo mạn, vô lễ, đây là anh nói về bản thân mình phải không? Tề Đẳng Nhàn mặt không chút thay đổi nhìn Lý Thiên Lạc. Lý Thiên Lạc hận không thể hiện tại đè Tề Đẳng Nhàn ở trên mặt đất mà ma sát, thế nhưng, đây là bữa tiệc sinh nhật của Hoàng Tình Ca, người đến người đi, anh ta không thể làm như vậy. Lý Thiên Lạc hít sâu hai hơi, lúc này mới chậm rãi nói, được lắm, cậu chờ cho tôi. Đợi đến khi tiệc sinh nhật của Hoàng Tiểu Thư kết thúc, tôi sẽ từ từ tính toán khoản nợ này với cô. Đến lúc đó, hy vọng cậu cũng có thể cứng rắn như bây giờ. Tề Đẳng Nhàn không khỏi khẽ bĩu môi. Đối với chút uy hiếp này hắn vốn không để trong lòng, chuyện có thể động thủ, tại sao lại phải lải nhải nhiều như vậy? Miệng pháo, Tề Đẳng Nhàn hời hợt nói. Lý Thiên Lạc đang xoay người rời đi bỗng dừng lại, suýt nữa bị hai chữ này làm cho tức giận té ngã.
Lý Vân Uyển dở khóc dở cười nhìn Tề Đẳng Nhàn, cảm thấy tên này đôi khi tức giận, thật đúng là quá lợi hại. Này, anh có thể không gây chuyện được không? Giữa anh và Hoàng Tình Ca lại không có gì, giải thích thật tốt không phải là được sao? Lý Vân Uyển có chút không vui hỏi. Thái độ của tên này nếu thành khẩn một chút, cung kính một chút, nói không chừng tôi sẽ khách khí với anh ta một chút, nhưng loại thái độ này của anh ta, tôi không thích. Tề Đẳng Nhàn lắc đầu. Ngay cả đại mỹ nữ như Ngọc Tiểu Long và Từ Ngạo Tuyết, Tề Đẳng Nhàn cũng không thích, huống chi là một tên đàn ông không coi ai ra gì. Vừa rồi tay của Hoàng Tình Ca, sợ thoải mái chứ? Lý Vân Uyển bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng, túm vạt áo hắn hỏi. Được rồi, sao cô lại bắt tôi? Tề Đẳng Nhàn khó chịu hỏi. Tôi ghen nha, Lý Vân Uyển giận dữ, hung tợn lay hắn hai cái. Tề Đẳng Nhàn nói, Thu Mộng cũng không ghen, cô ghen cái gì? Lý Vân Uyển nhất thời không nói nên lời, Kiều Thu Mộng là người vợ chính quy cũng không thấy nói gì, cô ấy thật sự không có lý do nào để ghen. Tề Đẳng Nhàn bỗng nhiên cảnh giác nói, không phải là cô cố ý mập mờ với tôi, sau đó để Thu Mộng hiểu lầm tôi là một tên cặn bã, để cô ấy quang minh chính đại ly hôn sớm với tôi chứ. Anh đi chết đi, Lý Vân Uyển nhìn không được lấy tay gõ lên ót hắn, xoay người, thở phì phì rời đi. Tề Đẳng Nhàn suy nghĩ một chút, cảm thấy hình như lại có chút không đúng, dù sao, cuộc đối thoại giữa Lý Vân Uyển và Kiều Thu Mộng trên trực thăng, hắn không chút sai lầm mà nghe vào. Chẳng lẽ, cô ấy thật có ý với mình? Trong lòng Tề Đẳng Nhàn không khỏi phỏng đoán, yên lặng trở lại bên cạnh Kiều Thu Mộng. Kiều Thu Mộng đang nói chuyện với bạn bè, thấy Tề Đẳng Nhàn trở về, trong lòng không khỏi hừ lạnh một tiếng, nghĩ, nếu anh lại mời tôi, khẩn cầu tôi sẽ miễn cưỡng nhận lời khiêu vũ với anh. Đợi nửa ngày cũng không thấy Tề Đẳng Nhàn mở miệng, cô ta không khỏi nhíu nhíu mày, hỏi, có phải anh còn muốn mời tôi khiêu vũ không? Quên đi, không phải cô nói cô không biết khiêu vũ sao? Tề Đẳng Nhàn thản nhiên nói. Kiều Thu Mộng tức giận đến trước mắt tối sầm, cỗ khí buồn bực nghẹn trong lồng ngực, suýt nữa làm cô ta nghẹn chết. Nhìn Tề Đẳng Nhàn khiêu vũ cùng Hoàng Tình Ca, trong lòng Kiều Thu Mộng có một loại cảm giác không nói nên lời. Nhìn lời nói, cử chỉ ái muội của hắn với Lý Vân Uyển, trong lòng cô ta lại càng khó chịu. Hiện tại, những lời này của Tề Đẳng Nhàn, càng là suýt làm cô ta trực tiếp tức chết. IQ thấp thì thôi đi, không phải anh nói là anh không biết khiêu vũ sao? IQ cao thì không sao, vậy thì tôi sẽ dạy anh. Hiển nhiên, Tề Đẳng Nhàn là một tên IQ thấp. Anh ta có gì tốt, đáng để Hoàng Tình Ca chủ động mời nhảy sao? Thậm chí khiến Vân Uyển nhìn anh ta bằng một con mắt khác. Kiều Thu Mộng âm thầm cắn răng. Ngay sau đó, một chiếc trực thăng ồn ào đến gần, đáp xuống boong tàu. Phanh! Một quan tài khổng lồ bị người trên trực thăng đá xuống, nặng nề nện lên boong tàu, phát ra một tiếng nổ lớn. Người ở hiện trường nhìn thấy một màn này đều không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Người đến là ai vậy? Lại dám đưa đến một cái quan tài ở yến tiệc do Hoàng gia tổ chức. Sau khi quan tài rơi xuống đất, có hai người từ trên trực thăng nhảy xuống, một người khoảng 30 tuổi, một người khoảng 40 tuổi. Hoàng Văn Lãng trực tiếp đi tới, lạnh lùng nói, Hà tiên sinh đây là có ý gì, sinh nhật con gái tôi, anh đến đây làm cái chuyện này. Tề Đẳng Nhàn không khỏi ngẩng đầu nhìn qua, chỉ thấy người đàn ông hơn 40 tuổi kia tinh thần sáng láng, rất cường tráng. Còn người đàn ông ước chừng 30 tuổi kia thì có dáng người thon dài, huyệt thái dương hơi phồng lên, có một loại cảm giác uy hiếp. Người này hẳn là người của Hà gia ở thành phố Hương Sơn. Tôi nghe nói, Hà gia và Hoàng gia, kết oán đã lâu. Quan hệ giữa Hà gia và Hoàng gia ngay từ đầu rất tốt, có điều nghe nói Hà gia không đi chính đạo, vì thế gia chủ Hoàng gia quyết liệt, trực tiếp đuổi họ đi, không nghĩ tới Hà gia sau khi đến Hương Sơn, ngược lại làm giàu, trở thành nhà giàu một phương. Lúc trước khi gia chủ Hoàng gia Hoàng Văn Đào đuổi Hà gia đi, trực tiếp đưa tới một cái quan tài cho Hà gia, nói họ không đi chính đạo, cần chuẩn bị hậu sự trước. Hà gia, đây là định quay lại trả thù sao? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Mọi người nghị luận sôi nổi, lai lịch sự việc, cũng dần dần rõ ràng lên. Tất cả khách mời đều không dám nói chuyện lớn tiếng. Họ cũng không nghĩ tới lại có người dám đến gây sự ở yến hội do Hoàng Văn Lãng tổ chức. Đại ca Hoàng Văn Lãng là Hoàng Văn Đào, vào lúc này đi ra, ông đã hơn 60 tuổi, tóc đã bạc một nửa,
nhưng vẫn rất có tinh thần, thoạt nhìn hoàn toàn không giống người ở độ tuổi này. Hà Định Khôn đứng bên cạnh quan tài, đưa tay chậm rãi vuốt ve quan tài này, cười lạnh nói, lúc trước, Hà gia chúng tôi bị Hoàng gia đuổi ra khỏi tỉnh Đông Hải, gia chủ Hoàng tặng cho Hà gia chúng tôi một cái quan tài. Hôm nay, Hà Định Khôn tôi phụng mệnh cha, đến trả quan tài này lại cho Hoàng gia. Mọi người nghe nói như vậy, đều hít một hơi khí lạnh, thật không ngờ Hà gia lại to gan lớn mật như vậy, dám đưa tới một cái quan tài ngay trong yến hội sinh nhật của Hoàng Tình Ca. Sắc mặt Hoàng Tình Ca cũng không khỏi hơi khó coi, đây vốn là một ngày đáng giá cao hứng, nhưng hết lần này tới lần khác lại có người đến phá hư. Lúc trước Hà gia không đi chính đạo, bị tôi đuổi tận giết tuyệt, đây là lẽ đương nhiên. Hoàng Văn Đào thản nhiên nói. Đại ca, không cần nói gì thêm với bọn họ, trực tiếp sai người đuổi bọn họ đi là được. Hoàng Văn Lãng đen mặt nói, dám gây chuyện trong bữa tiệc sinh nhật của con gái ông đều có ý muốn giết người. Hà Định Khôn cười nhạo một tiếng, à, Hoàng gia chuẩn bị ỷ thế hiếp người, dùng nhiều hiếp ít sao? Ông cũng có thể thử xem. Tề Đẳng Nhàn nhịn không được khẽ lắc đầu, chửi bới nói, người trang bức như vậy, ở trong nhà tù của chúng tôi, bình thường sống không quá 3 tiếng. Khách mời ở hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có hắn mở miệng nói chuyện, lập tức bị người nghe rõ ràng. Người chung quanh đều nhìn hắn như kẻ ngốc, tên ngốc này nói cái gì vậy? Lại dám nói người Hà gia trang bức, hơn nữa còn nói anh ta không thể sống trong tù quá 3 giờ. Hà Định Khôn mắt lạnh đảo qua, sau đó lại trực tiếp chuyển ra. Người đàn ông 30 tuổi ở bên cạnh sắc mặt lạnh lùng, Hà Định Khôn nói, không cần so đo chi li với con kiến hôi này, hôm nay chúng ta tới đây là vì Hoàng gia. Người đàn ông kia khẽ gật đầu. Hoàng Văn Đào không để ý chút chuyện nhỏ này, thản nhiên nói, Hà gia muốn tặng lễ, nhưng Hoàng gia chúng tôi không nhất định nhận. Hà Định Khôn cười lạnh nói, không nhận cũng phải nhận. Quan tài này, là do Hoàng lão đại của anh đưa cho Hà gia chúng tôi lúc trước, hôm nay, chúng tôi nhất định phải trả lại cho các người. Người đàn ông bên cạnh Hà Định Khôn cũng nói, Hoàng tiên sinh, tại hạ là thiếu đà chủ phân đà Hương Sơn Long Môn Trần Hùng Phi, đặc biệt theo Hà tiên sinh đến tặng lễ, thỉnh vui lòng nhận cho. Anh ta vừa nói ra lời này, sắc mặt mọi người có mặt ở hiện trường đều thay đổi. Hương Sơn là một đô thị quốc tế, không thuộc bất kỳ tỉnh nào, cho nên có phân đà Long Môn tồn tại độc lập. Trần Hùng Phi này, lại là thiếu đà chủ của Hương Sơn Long Môn, lai lịch thân phận đáng sợ như vậy. Sắc mặt Hoàng Văn Đào không khỏi trầm xuống, nói, không nghĩ tới là người của Long Môn, nếu anh là thiếu đà chủ của phân đà Hương Sơn Long Môn, vậy mời ra tay đi. Lúc trước Hoàng tiên sinh đưa quan tài này cho Hà gia, hiện tại, Hà gia muốn trả lại quan tài này cho Hoàng tiên sinh. Tôi là người tới tặng lễ vật giúp Hà gia, nếu Hoàng gia cố ý không chịu nhận lễ, vậy mời tìm người đánh bại tôi. Nếu có thể đánh bại tôi, quan tài này, chúng tôi sẽ mang về Hương Sơn. Nếu là không có người nào làm được, vậy chỉ có thể mời Hoàng gia vui vẻ nhận lấy. Lúc Trần Hùng Phi nói chuyện, vẻ mặt ngạo mạn. Căn bản không để thị trưởng Hoàng Văn Lãng và vị cự phú Hoàng Văn Đào vào mắt. Hoàng Văn Đào gật đầu, nói, đi mời Vu Cung Phụng lại đây. Không bao lâu sau, Hoàng gia đã mời tới cung phụng của bọn họ, vị cung phụng này cũng là cao thủ, đã hơn 50 tuổi, vẫn là do lúc trước Hoàng Văn Đào tốn nhân tình mời tới, chuyên môn vì Hoàng gia giải quyết nguy cơ cần dùng vũ lực. Hoàng Kỳ Bân cười nhàn nhã nói, Vu Cung Phụng là cao thủ nhà chúng tôi, Hà gia lần này không có mắt. Đến gây sự ở yến hội sinh nhật của em gái tôi, hơn phân nửa không thể toàn thân trở ra. Đến lúc đó, để cho bọn họ ngồi quan tài này, chèo thuyền trở về Hương Sơn đi. Cái này cũng không nhất định, Tề Đẳng Nhàn đánh giá Trần Hùng Phi một chút, thần sắc nghiêm túc nói. Ha ha, Tề Đại Sư, năm xưa cung phụng nhà chúng tôi chính là cao thủ trong quân đội, rất lợi hại. Anh cứ nhìn xem ông ấy đánh thiếu đà chủ Hà gia mời tới đến độ hoa rơi nước chảy là được. Hoàng Kỳ Bân cười nói. Kiều Thu Mộng thấy thiếu gia nhà giàu Hoàng Văn Lãng lại chủ động nói chuyện phiếm với Tề Đẳng Nhàn, không khỏi lắp bắp kinh hãi. Tề Đẳng Nhàn này nào có tài đức gì, làm sao có thể? Hoàng Tình Ca mời hắn khiêu vũ, Hoàng Kỳ Bân chủ động tìm hắn đáp lời. Thế đạo đã thay đổi rồi sao? Tôi không muốn nói gì thêm với loại thanh niên kiêu ngạo như cậu, nếu cậu cố tình muốn chịu chết, vậy tôi cũng không ngăn cản. Vu Cung Phụng đi về phía trước. Sắc mặt lạnh lùng nói. Vậy để cho tôi lĩnh giáo là được rồi.
Trần Hùng Phi cười nhạo, đi về phía trước một bước, hai người mặt đứng thẳng đối mặt. Lý Thiên Lạc nhìn một màn này, không khỏi quay đầu nói với một người trung niên bên cạnh, Phu Cung Phụng này có lẽ không phải là đối thủ của vị thiếu đà chủ này, đợi lát nữa chú ba có thể thử ra tay, giúp Hoàng gia vượt qua cửa ải khó khăn này, trên mặt Lý gia chúng ta cũng có thể dính ánh sáng. Tôi theo đuổi Hoàng Tình ca cũng dễ dàng hơn. Chú ba Lý khẽ gật đầu, cười nói, không thành vấn đề. Lý Thiên Lạc quay đầu nhìn Tề Đẳng Nhàn một cái, vẻ mặt hung ác nham hiểm, trong lòng không ngừng cười lạnh, đợi xuống thuyền, liền trực tiếp để chú ba phế đi tên này. Thị trưởng Hoàng, các ông tốt nhất vẫn là nên đổi người khác, cung phụng này có thể không phải là đối thủ của Trần Hùng Phi. Tề Đẳng Nhàn đã đến bên cạnh Hoàng Văn Lãng, mở miệng nói. Tề Đại Sư, lời này của cậu, Hoàng Văn Lãng không khỏi nhíu mày, có chút không vui. Đánh còn chưa đánh, Tề Đẳng Nhàn đã dám phán đoán. Hoàng Văn Đào ở một bên cũng lạnh lùng nói, người trẻ tuổi, sao cậu có thể biết được sự lợi hại của cung phụng chúng tôi? Im lặng cho tôi, ở một bên ngoan ngoãn nhìn đi. Không hổ là gia chủ gia tộc lớn giàu có, khẩu khí cùng khí chất nói chuyện này đều không giống người bình thường, khiến Tề Đẳng Nhàn đều sửng sốt. Đúng lúc này, Phu Cung Phụng ra tay, thân hình như điện, trong chớp mắt đã đến trước mặt Trần Hùng Phi, giơ tay lên một trường, trực tiếp bịt mắt. Ba chiêu sẽ thua, Tề Đẳng Nhàn lắc đầu nói, nhìn ra vết thương ngầm trên đùi trái của Phu Cung Phụng. Hắn tin tưởng, cao thủ như Trần Hùng Phi, tất nhiên cũng sẽ nhìn ra. Cậu ta đang nói hưu nói vượn gì vậy? Thân là người Trung Hải, thế mà giúp người ngoài từ Hương Sơn nói chuyện. Cậu tên vô dụng này biết công phu gì mà nói, đừng tưởng rằng vận khí đánh bài tốt thì có thể há mồm nói lung tung. Đúng vậy, Phu Cung Phụng chính là người Hoàng Đại Tiên Sinh vất vả mời tới, còn để cho cậu ở nơi này nói nhảm. Câu nói của Tề Đẳng Nhàn khiến cho mọi người liên tục lắc đầu, cho rằng lời nói của người này quá khoác lác, rõ ràng là chính mình không có bản lĩnh, lại còn nói Vu Tương Phong của Hoàng gia không phải là đối thủ của Trần Hùng Phi, quả thực là nực cười. Sau khi Hoàng Văn Đào nghe thấy Tề Đẳng Nhàn nói như vậy, sắc mặt tối sầm lại, nhưng mà anh ta cũng không mở miệng, sự thật đương nhiên là anh ta sẽ đập vỡ khuôn mặt của Tề Đẳng Nhàn. Hoàng Văn Lãng thì ho khan một tiếng, Tề Đại Sư, trước tiên cậu vẫn nên yên lặng quan sát chuyển biến thì tốt hơn, không nên nói lung tung. Hoàng Kỳ Bân cũng dở khóc dở cười, vừa rồi Tề Đẳng Nhàn nói với anh ta không tin, không nghĩ tới hắn lại đi nói với Hoàng Văn Lãng. Ngược lại Hoàng Tình Ca ở một bên hơi ngẩn ra, sau đó nhẹ nhàng kéo góc áo Tề Đẳng Nhàn, hỏi, Vu Cung Phụng thật sự không phải là đối thủ của Trần Hùng Phi. Một chiêu tới rồi, Tề Đẳng Nhàn nhàn nhạt nói, dáng vẻ không thèm để ý chút nào. Chiêu đầu tiên của Vu Cung Phụng là bịt mắt, phải che khuất tầm nhìn của Trần Hùng Phi. Nhưng rõ ràng Trần Hùng Phi cũng là một người đã trải qua nhiều trận chiến, chắc chắn anh ta sẽ không bối rối trước mánh khóe nhỏ này mà dễ dàng tránh được. Chiêu thứ hai của Vu Cung Phụng đã đuổi tới, một chiêu phượng nhãn tiêm quyền đánh vào trán của Trần Hùng Phi, chính nhờ có tuyệt kỹ này mà hắn trở nên có tiếng tăm, phượng nhãn mũi quyền đóng đinh vào trán, tiến lên quấn cổ lấy hồn người. Đây là một bộ sát chiêu liên tục, tiếp theo còn có một chiêu bắt lấy chí mạng nhất. Trong mắt Trần Hùng Phi không khỏi hiện lên một tia giễu cợt, anh ta giơ chân phải lên, trong nháy mắt lúc mà Vu Cung Phụng tiến lên, đột nhiên đá chân. Nhịp điệu của một cú đá này trong nháy mắt vừa vặn dẫm lên Vu Cung Phụng, có thể nói là Vu Cung Phụng bị kẹt vô cùng khó chịu. Sắc mặt Vu Cung Phụng quả nhiên biến đổi, chuẩn bị thay đổi chiêu thức, nhưng lúc này, chân Trần Hùng Phi đã tầng tầng lớp lớp đạp tới. Chân trái của Cung Phụng chậm hơn nửa nhịp. 3. MU bàn chân của Trần Hùng Phi đá mạnh vào đầu gối trái của Cung Phụng, cú đá khiến Cung Phụng kêu lên một tiếng đau đớn, chân trái khuỵu xuống, quỳ một gối xuống đất. Vu Cung Phụng cũng là một người từng trải, sau khi quỳ xuống đất, anh ta chỉ sử dụng quỳ dâng rượu, giống như thời cổ đại khi phi tử kính rượu cho hoàng đế, xoay một vòng tròn, đánh thẳng vào hạ bộ của Trần Hùng Phi. Chút tài mọn, Trần Hùng Phi cười lạnh một tiếng, anh ta di chuyển bước chân, vòng nửa vòng, duỗi bàn tay lớn, thoáng chốc đè lên phía sau cổ của Vu Cung Phụng. 3. Giống như đánh vào da, cơ thể Vu Cung Phụng run rẩy, cả người run cầm cập, ngã quỵ xuống đất. Tề Đẳng Nhàn nói với Hoàng Tình Ca, ba chiêu, nói không sai chứ. Mọi người nhìn Vu Cung Phụng đang té trên mặt đất, sắc mặt cả đám người khó coi muốn chết. Hà Định Khôn không nhịn được vẻ mặt đắc ý,
mỉm cười nói, xem ra hoàng gia nhất định phải nhận món quà này này. Hoàng tiên sinh, ngài cảm thấy thế nào? Hoàng Văn Đào hung hăng nhíu mày, sau đó quay đầu nhìn Tề Đẳng Nhàn một cái, lạnh lùng nói, nếu anh còn dám miệng quạ đen, tôi sẽ sai người ném anh xuống thuyền. Vẻ mặt Hoàng Văn Lãng chua xót, làm cho Hoàng Văn Đào bớt giận, thấp giọng nói, Tề đại sư, anh cả của tôi tính tình không tốt, ngài chớ có chọc anh ấy nữa. Tôi biết y thuật của ngài cao siêu, nhưng mà, mấy chuyện cùng người khác luận võ, hay là nói ít hai câu đi. Lúc này Lý Thiên Lạc đi ra, đối với Hoàng Văn Đào ôm quyền, nói, Hoàng đại tiên sinh, Lý gia chúng ta nguyện vì Hoàng gia trừng trị kẻ ác. Ánh mắt Hoàng Văn Đào không khỏi sáng lên, Lý gia quyền chính là quyền pháp có chút nổi danh ở toàn bộ tỉnh Đông Hải, lúc này Lý Thiên Lạc sẵn sàng đứng về phía Hoàng gia, chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Tốt, nếu đã như thế, vậy thì nhờ cao thủ của Lý gia quyền ra tay giúp Hoàng gia chúng ta một phen. Hoàng Văn Đào lớn tiếng cười nói. Lý Thiên Lạc mỉm cười, quay đầu nhìn Tề Đẳng Nhàn một cái, như có điều muốn nói, người Lý gia chúng ta cũng không phải là kẻ rác rưởi chỉ biết dùng miệng chiếm lợi ích. Hoàng Văn Đào nói rất hay, có vài người chỉ biết khoe khoang võ mồm rất nhanh, mà không có bản lĩnh thực sự. Lý gia quyền là quyền pháp nổi danh nhất Đông Hải chúng ta, hôm nay, để cho những vị khách Hương Sơn này mở mang tri thức, sự lợi hại của Đông Hải Lý gia quyền chúng ta. Trần Hùng Phi mặt không chút thay đổi nhìn thấy, nói, diễn đủ chưa? Diễn đủ rồi, thì nhanh chóng mời cao thủ đi lên cùng ta so chiêu. Nếu như các anh sợ, thậm chí có thể phái vài người cùng lên, tôi không quan tâm. Nếu tự biết mình cũng không phải là đối thủ của tôi, vậy thì thành thành thật thật nhận lấy chiếc quan tài này. Kiều Thu Mộng nhìn Tề Đẳng Nhàn ở trước mặt đám người hoàng gia nói sằng nói bậy, không khỏi cảm thấy đau đầu, nhưng cô lại không tiện đi lên nói cái gì. Dù sao, một đống người kia, không có ai là cô có thể chọc được, ngay cả nói cũng không nói được. Chú ba, làm phiền chú rồi. Lý Thiên Lạc cung kính nói với chú ba của mình. Chú ba Lý đi ra, khẽ gật đầu, trên người ông ta mặc một bộ trang phục thời đường màu đỏ, tinh thần rất tốt, tuy rằng tuổi tác đã lớn, nhưng vẫn can đảm và mạnh mẽ như trước, làm cho thị giác người ta rung động rất mãnh liệt. Hoàng Kỳ Bân thấy Tề Đẳng Nhàn nói chúng Vu Cung Phụng không phải là đối thủ của Trần Hùng Phi, nhịn không được hỏi, Tề Đại Sư, ngài xem chú ba Lý có thể đánh một trận hay không? Có thể đánh một trận, nhưng cũng không phải đối thủ. Thiếu đà chủ là một người có võ công, kỹ thuật cực kỳ điêu luyện, tuy rằng tuổi không lớn, nhưng hiển nhiên là cao thủ nội gia, có thể nói là thiên tài võ học. Tề Đẳng Nhàn nói, chú ba Lý nghe nói như vậy, tức giận đến mức thiếu chút nữa cái mũi trở nên siêu vẹo. Hừ lạnh nói, cậu thanh niên, nói năng lung tung sẽ dẫn đến tai họa. Người của Lý gia quyền chúng ta, từ khi nào đến lượt cậu chỉ trỏ. Hoàng Văn Đào cũng tức giận, chuyện này liên quan đến thể diện hoàng gia, hắn chỉ có thể đen mặt nói với Hoàng Kỳ Bân, A Bân, ngậm miệng lại. Hoàng Văn Lãng thở dài, nói, Tề đại sư, xin đừng nói những lời hủy diệt uy phong người của mình như vậy. Cái tên họ Tề thật đáng ghét. Vừa rồi hắn khẳng định chẳng qua là đoán mò mà đúng, trên thực tế căn bản không có bản lĩnh gì. Đúng vậy, dựa vào nói khoác để lấy lòng mọi người, hơn nữa còn đối với người Hương Sơn nói chuyện như vậy, thật sự là ghê tởm. Thật hy vọng thị trưởng Hoàng nhanh chóng đuổi tên này xuống thuyền, nhìn thấy loại người này tôi liền cảm thấy bực bội. Mọi người cũng nhao nhao biểu đạt khó chịu với Tề Đẳng Nhàn, cho rằng hắn nói chuyện với người Hương Sơn, thúc đẩy tham vọng của người khác, hủy diệt uy tín của mình. Tề Đẳng Nhàn nghe được những lời đoán bừa này chỉ là cười khinh thường, lãnh đạm nói, vị cao thủ Lý gia quyền này nếu có thể thắng, tôi sẽ nhảy xuống thuyền, bơi về Trung Hải. Ha ha ha, quả nhiên anh có mắt nhìn. Tôi thấy cậu cũng không tồi, có suy nghĩ quỳ xuống bái tôi làm sư phụ hay không, tôi có thể thu cậu làm đồ đệ của Hương Sơn Long Môn. Nếu cậu có chút thiên phú, không chừng về sau có thể ở dưới tay tôi phát triển. Trần Hùng Phi lại cảm thấy lời nói của Tề Đẳng Nhàn nghe không tồi, cười ha ha, nguyện ý thu hắn làm đồ đệ. Anh không xứng, Tề Đẳng Nhàn chỉ thản nhiên trả lời ba chữ. Nụ cười trên mặt Trần Hùng Phi cứng đờ, lạnh lùng nhìn hắn một cái, không nói gì nữa. Chú ba Lý lạnh mặt nói, cậu thanh niên, cậu chuẩn bị bơi từ đây về Trung Hải là được rồi. Lý Thiên Lạc cười lạnh theo, sự kiêu căng ngạo mạn của Tề Đẳng Nhàn, anh ta đã sớm nhìn ra được, hiện tại. Trong một lúc mà hắn đắc tội nhiều người như vậy, chính mình không cần ra tay đều sẽ có người chỉnh đốn hắn. Tề Đẳng Nhàn,
bản lĩnh của chú ba Lý cũng không tồi lắm, ngay cả tôi cũng có nghe qua. Trần Hùng Phi này còn trẻ như vậy, khẳng định không phải đối thủ của ông ta. Lát nữa, anh xin lỗi chú tôi giúp anh cầu xin, chú sẽ cho tôi mặt mũi. Hoàng Tình Ca thấp giọng nói với Tề Đẳng Nhàn. Mấy chuyện võ công này, cũng không phải xem tuổi tác, cô coi như là tu tiên sao. Tề Đẳng Nhàn không khỏi khẽ lắc đầu, bất đắc dĩ nói. Hoàng Tình Ca trực tiếp bị lời nói này của Tề Đẳng Nhàn làm cho sửng sốt, sau đó mặt đỏ lên, không cách nào phản bác. Hoàng Kỳ Bân cũng dở khóc dở cười, không nghĩ tới Tề Đẳng Nhàn nói chuyện lại thẳng thắn như vậy, ngay cả Hoàng Tình Ca cũng bị gây khó dễ. Trong lúc nói chuyện, chú Ba Lý đã lên sân khấu. 20 năm trước danh tiếng của chú Ba Lý cũng đã như sấm bên tai, lúc trước có hơn 20 người đến phá quán, toàn bộ đều bị một mình ông ta giải quyết. Nói vậy chú Ba Lý khẳng định có thể đánh bại tên Trần Hùng Phi kiêu ngạo của Hương Sơn. Tiện thể, hung hăng đánh tên họ Tề này một trận. Chú Ba Lý ra tay, tên họ Tề hơn phân nửa là thật sự phải bơi từ đây về thành phố Trung Hải. Đối với chú Ba Lý, đám người nổi tiếng của thành phố Trung Hải đều vô cùng tự tin, cảm thấy có ông ta ra tay, có thể nói là tuyệt đối không có sai sót nào. Chú Ba Lý nói với Trần Hùng Phi, thiếu đà chủ Trần, có cần tôi nhường cậu ba chiêu hay không? Ha ha ha, Lý sư phụ tuy rằng là tiền bối, nhưng muốn nói nhường cho tôi ba chiêu, vẫn là quá nhiều đi. Trần Hùng Phi không khỏi cười to nói. Chú Ba Lý lạnh lùng nói, vậy thì đừng trách ta bắt nạt thế hệ sau. Trần Hùng Phi chắp tay, lạnh nhạt nói, đắc tội rồi. Lý Thiên Lạc ở một bên cười nói với Hoàng Văn Đào, Hoàng Đại Tiên Sinh, ngài yên tâm, chú ba tôi ra tay, nhất định sẽ thành công ngay thôi. Hoàng Văn Đào cũng hài lòng gật gật đầu, nghiêm túc nói, có Lý Tam Tiên Sinh ra tay, tôi đương nhiên thả 120 trái tim. Sau đó, anh ta quay đầu nói với Tề Đẳng Nhàn, tôi cũng hy vọng cậu có thể tuân thủ hứa hẹn, lát nữa nếu Lý Tam Tiên Sinh thắng, cậu bơi về Trung Hải đi, tự tôi sẽ cho người giám sát. Tề Đẳng Nhàn không quan tâm nhún nhún vai, chú ba Lý có lẽ có chút năng lực, nhưng tuyệt đối không bằng Trần Hùng Phi. Ngay khi đang nói chuyện, hai người đã ra tay. Chú ba Lý bước một bước, chân đã đến trước mặt Trần Hùng Phi, đổ ập xuống chính là một quyền đập tới trước mặt, ngang ngược dũng mãnh. Lý Gia Quyền coi trọng đi thẳng về thẳng, bá đạo uy mãnh, quả nhiên không tệ. Trên mặt Trần Hùng Phi lóe ra ý cười, hời hợt lùi về phía sau một bước, tránh khỏi. Né tốt đấy, chú ba Lý không khỏi tán thưởng nói. Hai người lần này, chẳng qua đều là thăm dò lẫn nhau mà thôi. Sau khi khen xong, thân thể chú ba Lý nhào về phía trước, tựa như chim ưng mạnh mẽ, có cảm giác như chim ưng tấn công trên bầu trời bao la, mười ngón tay giống như dao nhỏ, từng cái sắc bén, giống như muốn xé Trần Hùng Phi thành mảnh nhỏ. Trần Hùng Phi lại cực kỳ trầm ổn, một bước tiến lên năm thước, hai tay giơ lên, hời hợt ngăn cản đợt tấn công của chú ba Lý. Ngón tay chú ba Lý dùng sức, muốn giữ chặt cánh tay đối phương, tiến hành bắt lấy như móng vuốt chim ưng, nhưng cánh tay Trần Hùng Phi lại hơi nhúc nhích. Mỗi lần vung ra đều có một cỗ sức mạnh bật ra, có thể dễ dàng đánh văng ngón tay của chú ba Lý ra. Nội gia quyền của Trần Hùng Phi này, dày công tôi luyện, hơn nữa nội công tràn đầy. Chú ba Lý dù sao cũng là nhân vật thế hệ trước, vướng phải tình cảm và thể diện muốn mau chóng bắt được, cho nên tấn công rất nôn nóng, tiếp tục như vậy, hao phí thể lực, rất nhanh sẽ thất bại. Lúc này Tề Đẳng Nhàn lắc đầu, thản nhiên nói. Anh thì biết võ công gì? Rác rưởi. Lý Thiên Lạc lạnh lùng quát lớn, mở lớn đôi mắt chó của anh mà nhìn kỹ, là chú ba chiếm ưu thế, khắp nơi áp chế Trần Hùng Phi. Hừ, đúng là, chó má cái gì cũng không hiểu, lại ở chỗ này nói sằng nói bậy. Loại người này thật sự là buồn cười, rõ ràng là cái gì cũng không biết, không hiểu lại giả bộ hiểu, làm cho mình giống như chuyên gia. Lý Thiên Lạc chính là đại thiếu gia Lý Gia, truyền nhân chân chính của Lý Gia Quyền, sẽ không hiểu về võ công hơn hắn sao. Cái người này thật hài hước, giống như một chú hề. Mọi người cũng đều sôi nổi khinh thường Tề Đẳng Nhàn, không cho rằng hắn sẽ hiểu võ công này hơn so với truyền nhân của Lý Gia Quyền Lý Thiên Lạc. Tề Đẳng Nhàn căn bản không đi giải thích, hắn thấy rất rõ ràng, coi như mỗi một lần Trần Hùng Phi né tránh, tuy rằng hung hiểm, nhưng trên thực tế là trong lòng đã có dự tính, mỗi lần đều là quyền đến gần thì người trốn, đây là một trong những cảnh giới cao nhất của quyền pháp. Mỗi lần né tránh, anh ta đều chỉ tiêu hao thể lực rất nhỏ. Ngược lại chú ba Lý thì khác,
có lẽ là cảm thấy cùng Trần Hùng Phi rằng co không dứt sẽ rất mất mặt, cho nên vẫn luôn công kích nhanh, mạnh mẽ tiến công. Công kích như vậy, rất hao phí thể lực. Đợi đến khi thể lực của ông ta không đủ, xuất hiện sơ hở, Trần Hùng Phi vung tay là có thể đánh bại ông ta. Cũng không phải Trần Hùng Phi không dám liều mạng với chú Ba Lý, mà là anh ta cảm thấy chính mình có lẽ phải đánh thêm vài trận, cho nên phương diện thể lực này, có thể tiết kiệm thì tiết kiệm. Nội công hoàn hảo như vậy, sức mạnh nắm đấm nhất định rất ngang ngược, rất mạnh mẽ, chờ thời điểm anh ra tay, vị Lý Tam tiên sinh này phỏng chừng sẽ không xong. Tề Đẳng Nhàn nói như có điều suy nghĩ. Hoàng Văn Lãng cũng có chút nghe không nổi, đen mặt nói, Tề Đại Sư. Tề Đẳng Nhàn ngẩng đầu nói, thị trưởng Hoàng, có chuyện gì? Hoàng Văn Lãng không nói gì, IQ thấp như vậy sao? Bản thân đây là đang nhắc nhở hắn không nên nói lung tung nữa, hắn lại cố tình giống như cái gì cũng không biết. Tề Đẳng Nhàn đúng không? Hoàng Văn Đào cười lạnh một tiếng. Người vẫn ở chỗ này soi mói, làm cho mình rất giống như lúc nãy. Hiện tại lại nói lời sằng bậy mê hoặc mọi người, nói Lý Tam tiên sinh sẽ thất bại. Xem ra, là sợ mình phải bơi trở về Trung Hải. Nếu cậu thật sự có bản lĩnh, vì sao không sớm đứng ra? Cũng có thể làm cho mọi người lau mắt mà nhìn. Ngữ khí Hoàng Văn Đào rất không khách khí, ánh mắt lạnh thấu tim. Tề Đẳng Nhàn vẻ mặt kinh ngạc, hỏi ngược lại, có thể xem chuyện vui, vì sao phải ra tay đây? Hắn hỏi ra những lời này, hình như là 10 phần thật tâm, giống như thật sự chính là vì xem chuyện vui mà đến. Cậu, Hoàng Văn Đào tức giận đến sửng sốt, thật sự có một loại ý nghĩ liều lĩnh đánh chết đối phương. Hoàng Văn Lãng nghe nói như vậy, vẻ mặt cũng là khó coi, chuyện này đã ầm ĩ thành cái dạng gì, còn hóng chuyện. Thật ra thì Hoàng Kỳ Bân đã từng cùng Tề Đẳng Nhàn trò chuyện một hồi, biết tính cách của hắn như vậy, không khỏi có chút dở khóc dở cười. Hoàng Tình Ca cũng ngẩn người, sau đó bất mãn trừng lớn, lộ ra đôi mắt to lấp lánh của mình. Hừ, không dám chính là không dám, không có bản lĩnh chính là không có bản lĩnh, nói điều toa thì cũng đành thôi, Hoàng Đại Tiên Sinh nghĩ hắn thật sự dám lên sân. Lý Thiên Lạc cười lạnh nói. Đúng là, tên này không có bản lĩnh gì, chỉ biết dùng miệng phóng đại bác. Hiện tại có một loại người gọi là netizen, chuyên môn làm mấy chuyện lừa dối mọi người để làm trò giải trí cho dân chúng, nhân cơ hội nổi tiếng, tôi thấy, hắn chính là loại người này. Loại rác rưởi này lại trà trộn vào trong giới của chúng ta, thật sự là làm cho người ta khinh thường mà. Mọi người đều là mồm năm miệng mười nói lên, cảm thấy Tề Đẳng Nhàn không có bản lĩnh thật sự, đơn giản là làm mọi người xôn xao để lấy sự chú ý. Kiều Thu Mộng lúc này hận không thể tìm một khe hở chui vào, cái tên Tề Đẳng Nhàn này, vì sao mỗi lần đều phải làm ra những chuyện mất mặt này. Cũng may, lúc mọi người mắng Tề Đẳng Nhàn, không có nhắc tới cô. Mặc dù vậy, cô vẫn cảm thấy đỏ mặt, dù sao, hai người cũng có một mối quan hệ ở đó. Hoàng Văn Đào tức giận đến mức không muốn nói chuyện, chỉ cảm thấy cái tên này chính là kẻ bị ổi, trở về, mình nhất định phải dặn dò Hoàng Văn Lãng một phen. Để cho hắn tránh xa kẻ bị ổi như vậy. Giờ phút này, trận chiến giữa sân đã đạt đến cao trào. Chú Ba Lý tấn công không được lâu, đã có chút nóng nảy, sắc mặt đỏ thẫm, đột nhiên liên tục tiến vào ba bước, mỗi một bước đều phối hợp với một chiêu pháo quyền nổ ra oanh tạc, sức lực kinh người. Thắng bại đã rõ, Trần Hùng Phi vào lúc này cười ha ha nói. Trong nháy mắt pháo quyền thứ ba của chú Ba Lý đánh ra, Trần Hùng Phi hạ thấp trọng tâm ngồi xuống. Tay phải giấu ở thắt lưng, đột nhiên nhấc lên, nghênh đón trực diện với nắm đấm của chú Ba Lý. Oanh, một quyền này, đất bằng nổ pháo, sông tố bắt đầu khởi động. Chú Ba Lý trong nháy mắt nhìn thấy một quyền này của Trần Hùng Phi đánh tới, sắc mặt thay đổi, nhưng pháo quyền thứ ba của ông ta đã là mũi tên trên dây, không thể không bắn ra. Ha! Chú Ba Lý giống giận một tiếng, tích đủ sức lực, đem tất cả thể lực đều truyền vào trong một quyền này. Nắm đấm của hai người, cùng lúc va chạm. Một tiếng đinh tai nhức óc, làm cho mọi người xung quanh cảm thấy màng nhĩ có chút tê dại, xuất hiện tiếng ù tai rất nhỏ. Cổ tay chú Ba Lý vặn vẹo, sắc mặt tái nhợt, thân thể bay ngược, miệng hộc máu ra ngoài, sau khi té trên mặt đất, thống khổ không chịu nổi, không đứng dậy được. Lý Thiên Lạc kinh ngạc ngây người, bản lĩnh chú ba nhà mình cao siêu bao nhiêu, anh ta trong lòng biết rõ nhất, nhưng giờ phút này, người thất bại. Lại là chú Ba Lý. Hơn nữa, quay đầu nhìn lại,
chỉ thấy Trần Hùng Phi vẻ mặt bình tĩnh, ngay cả mồ hôi cũng không có xuất hiện, giống như từ đầu đến cuối không dùng chút sức lực gì. Trời ơi! Tất cả mọi người đều không khỏi kinh ngạc hô lên, cả đám trợn mắt há hốc mồm nhìn Trần Hùng Phi. Trần Hùng Phi tùy ý chắp tay, lạnh nhạt nói, nhưng rồi, Lý Gia Quyền, chẳng qua chỉ như thế. Lời này vừa nói ra, xung quanh yên tĩnh. Lý Thiên Lạc rất muốn phản bác, nhưng chú ba Lý thất bại, làm cho anh ta không còn lời nào để nói. Chú ba Lý, thế nhưng là cao thủ trong Lý Gia, tuy rằng không xếp hạng đệ nhất, nhưng danh tiếng cũng tuyệt đối đủ lớn, khả năng cũng không kém chút nào. Sắc mặt Hoàng Văn Đào lúc này trở nên khó coi, thật không ngờ Lý Gia lão tam đại danh đỉnh đỉnh đều thất bại trong tay Trần Hùng Phi, đây thật sự là làm cho ông ta khó có thể tin. Hoàng Văn Lãng sắc mặt cũng tái nhợt, chú ba Lý thất bại, có nghĩa là Hoàng gia bên này khó mời được cao thủ đàng hoàng. Như vậy, Hoàng gia không thể không vào đêm sinh nhật của Hoàng Tình Ca, nhận một cái quan tài. Từ nay về sau, mặt mũi Hoàng gia ở đâu? Nhắc tới Hoàng gia, chỉ sợ đều sẽ có người đem chuyện này ra mà cười nói. Mặt mũi Hoàng gia, cũng không thể vứt đi được. Hoàng Văn Lãng hung hăng nắm chặt tay, nhưng mà, đối mặt với Trần Hùng Phi cường đại, có biện pháp gì đây? Tề Đẳng Nhàn nói với Hoàng Kỳ Bân, anh xem, tôi nói đúng không? Ánh mắt của tôi luôn luôn sai lầm rất ít. Mọi người vào lúc này một câu cũng nói không nên lời, hoàn toàn chính xác, nếu như lần đầu tiên Tề Đẳng Nhàn nói đúng rồi, vậy có thể là số may mắn, nhưng lần thứ hai vẫn là nói chúng, vậy thì không phải là may mắn. Hoàng Văn Đào nhíu nhíu mày, lạnh lùng nói, cậu rất có bản lĩnh, vậy cậu đi thử xem. Tôi chỉ đi xem chuyện vui, tại sao phải đi? Tề Đẳng Nhàn hỏi ngược lại. Cậu, Hoàng Văn Đào bị hắn làm cho có chút không biết nói gì, giận tím mặt, cậu căn bản không phải là đối thủ của người ta, chỉ biết mở miệng nói khoác mà thôi. Tùy anh nói như thế nào cũng được, Tề Đẳng Nhàn cười ha hả đáp lại. Trần Hùng Phi thản nhiên gật gật đầu, nói, hắn rất thức thời, biết chỉ nói khoác sẽ không bị đánh. Nhưng mà, nếu không biết sống chết, vậy sẽ bị đánh. Tôi muốn xem, ở đây còn có ai không biết sống chết. Hà Định Khôn một cước đá quan tài đến buồn bực vang lên, cười lạnh nói, Hoàng gia nếu như không có ai, vậy thì mau đem quan tài này nhận lại đi, tôi còn vội trở về Hương Sơn đây. Mấy người Hoàng gia sắc mặt khó coi, nhìn trái nhìn phải, hy vọng có thể từ trong đám người mời ra một cao thủ. Tề Đẳng Nhàn, Hoàng Tình Ca vào lúc này kéo tay áo Tề Đẳng Nhàn, thấp giọng hô. Cô Hoàng! Tề Chờ Nhàn nhìn cô một cái. Hoàng Tình Ca nói, anh có thể giúp Hoàng gia chúng ta một lần không? Hạ gã này xuống. Tề Đẳng Nhàn nói, vậy không được rồi. Tôi chỉ hóng chuyện, hơn nữa, bác cả của cô cũng không tin tôi. Hoàng Văn Đào tức giận muốn hộc máu, hung tợn trừng mắt nhìn Tề Đẳng Nhàn. Lý Thiên Lạc ở một bên liền giễu cợt, cười nói, Tình Ca, cô không cần cùng hắn ở chỗ này rông dài, hắn căn bản cũng không có bản lĩnh này. Cho dù đi lên, cũng chẳng qua là bị Trần Hùng Phi đánh thành một bãi bùn nhão. Tôi sẽ gọi điện thoại tới Lý Gia mời cao thủ tới, khẳng định có thể lật đổ Trần Hùng Phi này. Hoàng Văn Đào khoát tay áo, khẽ lắc đầu, lúc này gọi điện thoại mời cao thủ, có vẻ bị ổi và keo kiệt một chút, sẽ làm cho người ta xem thường. Đến lúc đó, mất đi không chỉ là mặt mũi Hoàng gia, mà còn là mặt mũi của cả thành phố Trung Hải, cái này anh ta không thể làm mất được. Hôm nay là sinh nhật tôi, có người tặng quan tài, thật sự quá đáng. Hoàng Tình Ca nhịn không được cúi đầu, thở dài, vô cùng khổ sở. Anh không muốn giúp Hoàng gia, vậy có thể coi như là giúp tôi một lần hay không? Quà sinh nhật như vậy, tôi không muốn nhận. Hơn nữa, anh còn chưa tặng quà cho tôi đâu. Anh giúp tôi trả lại món quà này, coi như là tặng tôi món quà tốt nhất. Hoàng Tình Ca nói xong, giọng nói trở nên cực kỳ tha thiết. Tề Đẳng Nhàn nhíu nhíu mày, sau đó bất đắc dĩ cười, nói, được rồi. Cô gái nhỏ sinh nhật lại tới cửa đưa quan tài, đúng thật là có chút quá đáng. Trong tù của chúng tôi, chưa có tên gây rối nào như vậy. Tề Đẳng Nhàn đồng ý, tất cả mọi người không khỏi sửng sốt. Một đám không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía hắn, cảm thấy hắn có phải đầu óc hỏng rồi hay không. Khoác lác lừa người thì thôi, chẳng lẽ còn lừa gạt chính mình. Thật sự cảm thấy mình chính là cao thủ vô địch thiên hạ. Có thể khiêu chiến Trần Hùng Phi. Này, bình tĩnh, phu cung phụng cùng chú ba Lý đều thua, anh đi lên làm gì?
Muốn chết, Lý Vân Uyển nhìn không nổi nữa, tuy rằng còn có chút tức giận, nhưng vẫn đi lên kéo Tề Đẳng Nhàn. Anh không được đi, Kiều Thu Mộng cũng đen mặt đi lên, trầm giọng nói. Mặc dù chán ghét Tề Đẳng Nhàn, nhưng nếu hắn bị Trần Hùng Phi đánh chết hoặc là đánh tàn phế, vậy ba mình cũng sẽ không bỏ qua cho mình. Tề Đẳng Nhàn cười nhạo một tiếng, nói, việc tôi muốn làm, đúng là không ai ngăn được. Sau khi nói xong lời này, hắn tiện tay vung lên, hất tay Lý Vân Uyển ra, trực tiếp bước vào trong sân, cùng Trần Hùng Phi giằng co. Oanh! Hiện trường một mảnh xôn xao, không nghĩ tới Tề Đẳng Nhàn lại thật sự dám đi lên cùng cao thủ như Trần Hùng Phi so chiêu, quả thực quá liều mạng. Lý Vân Uyển nhìn không được quay đầu nói với Hoàng Tình Ca, cô muốn hại hắn bị thương hay là bị đánh chết, tôi liều mạng với cô. Kiều Thu Mộng nghe nói như vậy, không khỏi hung hăng ngẩn người, những lời này, không phải nên do mình nói sao. Tuy nhiên, cô chưa bao giờ nghĩ rằng cô nên nói những điều như vậy. Tuy rằng hận không thể sớm cùng người này xóa sạch quan hệ, nhưng loại chuyện như nguyền rủa Tề Đẳng Nhàn đi chết, cô không làm được. Vân Uyển không phải nói giỡn, cố ý đùa giỡn mập mờ với hắn, vậy mà là thật. Kiều Thu Mộng khiếp sợ nghĩ. Hoàng Tình Ca mím môi, cười cười, nói, yên tâm, hắn sẽ không có việc gì. Hoàng Văn Đào nhìn bóng lưng Tề Đẳng Nhàn, trên mặt cuối cùng cũng không chán ghét như vậy, nói, bất kể thành bại hay không. Hắn đều là bạn tốt của hoàng gia chúng ta. Lý Thiên Lạc liên tục cười lạnh, ôm hai tay xem kịch. Ngay cả chú ba cũng thất bại, như vậy, Tề Đẳng Nhàn chống lại cao thủ như Trần Hùng Phi, phỏng chừng chỉ có một con đường chết. Thật sự là không biết tự lượng sức, vì hấp dẫn lực chú ý của cô hoàng, chuyện gì cũng dám làm. Tôi thấy tên này hơn phân nửa là bị Trần Hùng Phi đánh chết, vừa rồi hắn nói chuyện khó nghe, còn đắc tội Trần Hùng Phi. Loại rác rưởi này miệng ba hoa còn chưa tính, lại thật sự máu nóng xông lên não đi đánh đơn với người khác. Máu nóng lên não, tôi thấy là tinh trùng lên não đi. Sao không ngâm nước tiểu soi soi xem mình là loại cóc gì, cũng muốn xứng đôi với cô hoàng. Trần Hùng Phi nhìn thấy Tề Đẳng Nhàn cũng tiến lên sân, không khỏi cười cười. Xem ra, Trung Hải thật đúng là không có cao thủ gì, hoàng gia cũng quả thực là không có ai. Trần Hùng Phi đăm chiêu nói. Tề Đẳng Nhàn không nói gì, hai tay đút vào trong túi đều lấy ra, tùy ý buông xuống bên cạnh, nhìn qua dáng vẻ lỏng lẻo suy sụp, không có một chút phong độ cao thủ. Tất cả mọi người đều không khỏi lắc đầu, cảm thấy Tề Đẳng Nhàn rất nhanh sẽ bị Trần Hùng Phi đánh chết. Sắc mặt mọi người hoàng gia không khỏi khẩn trương, nhất là hai cha con Hoàng Văn Lãng và Hoàng Kỳ Bân, bọn họ cảm thấy Tề Đẳng Nhàn có cơ hội tạo ra kỳ tích. Hai người đã gặp qua một ít thủ đoạn của Tề Đẳng Nhàn. Cho nên, sau khi Tề Đẳng Nhàn chủ động lên sân, cũng không cảm thấy hắn chính là đi tìm chết, mà là có cơ hội thắng lợi, tuy rằng cơ hội không lớn. Tôi cho anh một cơ hội bỏ tà theo chính, ta có thể suy xét khoan hồng độ lượng mà bỏ qua cho. Trần Hùng Phi nói, tôi cũng cho anh một cơ hội, anh đỡ nổi năm chiêu, tôi nhận anh làm đồ đệ. Tề Đẳng Nhàn rất nghiêm túc. Lời này vừa nói ra, ở đây trực tiếp nổ bùm. Nói cái gì nói ngu ngốc đấy. Chống đỡ nổi 5 chiêu, tôi xem chính hắn không chống đỡ nổi 3 chiêu của Trần Hùng Phi. Đúng vậy, Vu Cung Phụng trong 3 chiêu đều bị bại bởi Trần Hùng Phi, hắn tính là cái gì, lại có thể để cho Trần Hùng Phi chống đỡ quá 5 chiêu, nhận anh ta làm đồ đệ. Tuy rằng lời này nghe rất hả giận, nhưng không thể không nói, cũng rất ngu ngốc. Từ miệng loại người này nói ra, làm cho người ta cảm thấy buồn cười. Tất cả mọi người đều lắc đầu. Cảm thấy đầu óc Tề Đẳng Nhàn có vấn đề, lại dám nói chuyện như vậy với một người sức mạnh to lớn như Trần Hùng Phi. Trần Hùng Phi cũng không khỏi ngẩn người, sau đó thần sắc trở nên âm trầm, lạnh lùng nói, tên chó má rượu mời không muốn lại muốn uống rượu phạt. Mặt Tề Đẳng Nhàn không chút thay đổi nhìn anh ta, hỏi, đánh hay không, đừng nói nhảm nhiều như vậy. Anh cảm thấy tôi liên tục trải qua hai trận đấu, tiêu hao thể lực, cho nên nhân cơ hội thừa dịp. Trần Hùng Phi nở nụ cười. Tôi nhìn ra được, anh vẫn luôn tiết kiệm thể lực. Tề Đẳng Nhàn nói. Trần Hùng Phi cười lạnh nói, không nghĩ tới anh còn có chút quan sát như vậy. Nhưng nếu anh đã muốn chết, vậy tôi sẽ thành toàn cho anh. Nói xong lời này, cơ thể Trần Hùng Phi hơi trầm xuống, hạ thấp trọng tâm. Hắn bước đi một bước, lập tức làm cho người ta có một loại cảm giác cưỡi trên ngựa phi nước đại, cột sống run rẩy, thân thể hơi phập phồng, cực kỳ linh hoạt. Không cứng nhắc như võ sĩ bình thường.
A. À, Trần Hùng Phi di chuyển, bước chân áp sát mặt đất, tựa như dẫm lên mặt băng chưa tới, tốc độ cực nhanh, làm cho người ta trợn mắt. Rõ ràng, lời nói của Tề Đẳng Nhàn khiến anh ta có chút không thoải mái, cho nên trận chiến này không cho phép phương thức dự phòng tiết kiệm thể lực để giải quyết. Trong nháy mắt, Trần Hùng Phi đã đến trước mặt Tề Đẳng Nhàn, cơ thể hơi hơi nghiêng một cái, giơ tay đấm một nện, hung hăng đấm vào bụng Tề Đẳng Nhàn. Thái cực thiết phân chùy, không tồi nha. Tề Đẳng Nhàn nghiêm túc nói, hai chân tách ra ngoài, chân trái mở ra, chân phải kìm lại, cả người dẫm lên một cái vòng tròn, từ bên cạnh Trần Hùng Phi chuồn qua. Trong nháy mắt Trần Hùng Phi đối với Tề Đẳng Nhàn vận ra bộ quyền pháp này, thần sắc trở nên ngưng trọng, trầm giọng nói, bát quái trưởng. Sau khi nói xong lời này, bước chân của anh ta liên tục đạp, đi nhanh về phía bên phải, rầm 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 liên tục đạp ba bước, đuổi kịp Tề Đẳng Nhàn, tay phải vung lên, tay trái bảo vệ ngực, nắm tay như búa tạ đập về phía huyệt thái dương Tề Đẳng Nhàn. Hô! Tề Đẳng Nhàn hít sâu một hơi, đột nhiên phun ra, tay phải áp vào tuyến bộ vị trên cơ thể, thoáng cái kéo lên, chống đỡ ở trên trán. Một trường này, vừa vặn ngăn cản nắm đấm của Trần Hùng Phi. Đây là sĩ thân trưởng trong bát quái trưởng, nhưng tại sao, sức lực bàn tay lại lớn như vậy? Trần Hùng Phi nội tức viên mãn, sức mạnh nắm đấm mạnh mẽ. Nhưng giờ phút này, nắm tay của anh ta bị bàn tay Tề Đẳng Nhàn nhấc lên, lại cảm giác được một luồng sức mạnh to lớn chui từ dưới đất mà ra, muốn nhấc bổng cả người hắn bay lên. Trần Hùng Phi mím môi, chân phải đạp bước về phía trước, đồng thời ổn định trọng tâm, thẳng tắp chèn vào giữa hai chân Tề Đẳng Nhàn, hông phải chặn lại, đầu gối hướng về phía đùi trong Tề Đẳng Nhàn va đập. Tề Đẳng Nhàn căn bản không lùi, bàn tay nâng lên đột nhiên rơi xuống, giống như một cây đao lớn chém ngang trời. Khai đao cắt cỏ, Trần Hùng Phi trong lòng lại hoảng hốt, đồng thời, đầu gối đụng vào đùi Tề Đẳng Nhàn. Va chạm này, anh ta cảm giác giống như đánh vào trên tấm sắt, vốn phải là bên trong đùi mềm mại nhất, giờ phút này lại cứng như sắt thép, vừa đụng phải, ngược lại đem đầu gối của mình đụng đến đau nhức. Trong mơ hồ, Trần Hùng Phi còn nghe được trong cơ thể Tề Đẳng Nhàn phát ra một tiếng rồng ngâm hổ gầm, trong lòng càng kinh ngạc. Người này chẳng những tinh thông bát quái trưởng, còn tinh thông long ngâm thiết bố sam, hổ khiếu kim trung cháo hai môn võ công khổ luyện, cá người máu thịt có năng lực chịu đòn, không phải người thường có thể nhắc đến. Mấy năm trước Tề Đẳng Nhàn ở trong nhà tù U Đô, cũng không được xưng hô là nhị đương gia, cả ngày bị ba ném cho những tên cực kỳ hung ác tàn bạo kia, đè trên mặt đất đấm mạnh, nếu không phải cả người khổ luyện thành thục kỹ thuật, chỉ sợ đầu chó cũng đã bị đấm vỡ. Sau khi hắn dần dần trưởng thành, những phạm nhân kia đã không còn là đối thủ, cho nên, không thể thiếu cung kính mà xưng hô một tiếng nhị đương gia. Cánh tay Trần Hùng Phi vừa bị một chưởng như đao của Tề Đẳng Nhàn cắt trúng, lập tức cảm giác được đau đến tận xương tủy, sức đàn hồi của mình, căn bản không chống nổi sức mạnh bàn tay của đối phương. Hơn nữa, luồng sức mạnh kia rõ ràng chính là sức mạnh từ trong xương, khi bổ tới cánh tay, lại hết lần này tới lần khác có cảm giác như sức mạnh nhịp nhàng gân cốt xuyên thấu. Võ công của người này, rốt cuộc cao bao nhiêu? Trần Hùng Phi vô cùng hoảng sợ, trong nháy mắt thu tay chân lại, ánh sáng trong đầu chợt lóe, một cái như phong tự bế đẩy ra ngoài. Đúng vào lúc này, chân sau Tề Đẳng Nhàn tiến về phía trước, không nhiều không ít, vừa vặn nửa bước. Cùng lúc đó, nắm đấm của hắn chìm thấp xuống, đưa về phía trước, mọi người liền nghe được một tiếng rầm rầm, giống như dây cót nào đó bị đứt. Bán bộ băng quyền, Trần Hùng Phi ngạc nhiên. Tề Đẳng Nhàn vừa mới dùng bát quái trưởng. Nhưng giờ khắc này, dùng ra rõ ràng là bán bộ băng quyền trong hình ý quyền. Bán bộ băng quyền này có thể nói là một bộ sát chiêu lớn của hình ý quyền, là bậc thầy của hình ý, Quách Vân Thâm ở trong tù lĩnh hội được. Bởi vì trên người đeo xiềng xích, cho nên lúc luyện quyền chỉ có thể nửa bước đi về phía trước, sau khi ra tù, phát hiện mình đã quen với nửa bước mà đi. Hơn nữa, đánh ra băng quyền này, sức mạnh to lớn cũng vượt quá mức bình thường. Vì thế, Quách Vân Thâm cũng có danh hiệu bán bộ băng quyền giành thiên hạ. Bàn tay Trần Hùng Phi căn bản không nắm giữ được nắm đấm Tề Đẳng Nhàn, nắm đấm của hắn, giống như hỏa tiễn, xuyên qua bàn tay Trần Hùng Phi, nặng nề một chút, rơi vào lồng ngực đối phương. 3. Đánh bại tại gia. Thân thể Trần Hùng Phi không có bay ngược về phía sau, mà là quần áo trước ngực bị nắm đấm tiếp xúc trong nháy mắt vặn vẹo thành một nhúm, mang theo vết nước ướt sũng. Cả người giống như bị điện giật kịch liệt run rẩy, hai tay nhấc lên,
ôm lồng ngực mình, quỳ rạp xuống đất, sau đó rầm một tiếng, cúi người ngã xuống. Đáng tiếc, cũng chỉ có 3 chiêu, chống đỡ thêm 2 chiêu, không chừng tôi sẽ đại phát từ bi chỉ điểm cho anh. Tề Đẳng Nhàn lắc lắc tay, thái độ tùy ý nói. Một màn trước mắt này, làm cho mọi người ở đây trợn mắt há hốc mồm. Hà Định Khôn nhịn không được hung hăng cắn đầu lưỡi mình một cái, thiếu đà chủ Trần Hùng Phi, lại bị một tên không có tiếng tăm như vậy đánh bại. Trung Hải, làm sao có thể có cao thủ như vậy? Tề Đẳng Nhàn quay đầu nói với Hà Định Khôn, mang quan tài về Hương Sơn đi, hôm nay, Hoàng gia không nhận món quà này của anh. Sắc mặt Hà Định Khôn khó coi đành phải gật gật đầu, trong lòng không cam, lại không thể làm gì được. Một lúc lâu sau, Trần Hùng Phi mới từ trên mặt đất bò dậy, vẻ mặt nghẹn khuất nói, hôm nay tôi thua, lần sau có cơ hội, lại tìm anh xin chỉ dạy. Nói xong lời này, anh ta cùng Hà Định Khôn trực tiếp mang quan tài lên trực thăng, cưỡi trực thăng rời khỏi chiếc du thuyền này. Ở đây vang lên tiếng vỗ tay, người dẫn đầu vỗ tay chính là Hoàng Văn Lãng và Hoàng Văn Đào. Sắc mặt Lý Thiên Lạc khó coi, khó chịu như ăn ruồi chết, thật sự anh ta cũng không ngờ, Tề Đẳng Nhàn lại có giá trị sức mạnh mạnh mẽ như vậy, thế nhưng đánh bại Trần Hùng Phi ngay cả chú ba Lý cũng không thể đấu nổi. Cuối cùng cũng có một cao thủ đàng hoàng một chút, Trần Hùng Phi này so với Khang Hướng Vinh kia mạnh hơn một chút. Trong lòng Tề Đẳng Nhàn yên lặng nghĩ, đánh một trận ngược lại cảm thấy có chút thoải mái. Thần sắc Kiều Thu Mộng phức tạp nhất, nhìn thật sâu bóng dáng Tề Đẳng Nhàn, trong lòng không biết đang suy nghĩ cái gì. Một lúc lâu sau, cô mới lẩm bẩm nói, võ công cao cũng không có gì to tát, hiện tại xã hội này, nói chính là quyền kinh tế, mà không phải sức mạnh. Võ công có lợi hại hơn nữa, lại có thể một lần đánh bao nhiêu người. Có thể đánh thắng được súng, thắng được đạn pháo máy bay sao? Trên người Tề Đẳng Nhàn xuất hiện một ít điểm sáng làm tâm tình cô phức tạp, thậm chí có chút không muốn thừa nhận ánh mắt của mình có vấn đề, ngược lại chính mình tìm đẳng mình lấy cớ để né tránh. Kiều Thu Mộng vững tin, người đàn ông mình cần, không phải là một người con nhà võ, mà là có thể bày mưu tính kế ở thương trường, hoặc là có thể làm mưa làm gió trong cơ quan nhà nước. Tề tiên sinh, lần này thật đúng là phải cảm tạ anh, về sau anh chính là bạn tốt của Hoàng gia chúng ta, có chuyện gì, có thể tìm Hoàng gia chúng ta giải quyết. Thái độ của Hoàng Văn Đào đối với Tề Đẳng Nhàn cũng trở nên khách khí. Hoàng Tình Ca vẻ mặt tươi cười, nói cảm ơn, tôi cũng không muốn nhận quà sinh nhật như vậy, người Hà gia quá đáng. Lúc này, cũng không có ai dám khinh thường Tề Đẳng Nhàn, một người mặc trang phục bình thường không hợp với yến hội lớn. Lý Vân Uyển đợi đến khi hắn cùng người của Hoàng gia tán gẫu xong, lúc này mới tới, lôi kéo hắn nói anh có bị thương hay không. Tề Đẳng Nhàn nói, nếu mắt vô dụng, có thể quyên góp. Cô không thấy người bị thương là Trần Hùng Phi sao? Khóe miệng Lý Vân Uyển nhếch lên, nhất thời tức giận không đánh tới, chính mình tốt bụng lại đây quan tâm tên này một chút, kết quả, hắn cứ như vậy từ trong miệng không thể phun ra được lời tử tế. Tên hèn nhát, không bao giờ quan tâm anh nữa. Lý Vân Uyển đá một cái về phía bắp chân Tề Đẳng Nhàn. Tề Đẳng Nhàn tự nhiên sẽ không chịu đựng, giơ chân ra một chút, để chân cô thất bại không được như ý. Lý Vân Uyển nghĩ, nếu mình có thể đánh thắng Tề Đẳng Nhàn, nhất định phải đấm chết hắn. Đùa giỡn với cô một chút mà thôi, đừng tức giận. Tề Đẳng Nhàn thoải mái, khoái trá cười cười, đưa tay vỗ vỗ bả vai Lý Vân Uyển. Hoàng Tình Ca rất đẹp sao? Đáng để anh chết thay cô ấy không? Trần Hùng Phi lợi hại như vậy, anh không thấy sao? Nếu anh thất bại thì sao? Lý Vân Uyển lập tức hăng hái, vấn đề liên tiếp như đạn pháo oanh tạc, khiến trên đầu Tề Đẳng Nhàn đầy dấu chấm hỏi. Hoàng Tình Ca thật sự rất đẹp. Hơn nữa bối cảnh thân phận cũng bày ra ở đó, cha là thị trưởng thành phố, bác là nhà giàu lớn. Hoàng gia tuy rằng không bằng quái vật khổng lồ như Ngọc gia hoặc là Từ gia, nhưng bên trong tuyệt đối vững chắc. Có thể nói, Hoàng Tình Ca hoàn toàn là người phụ nữ mà vô số đàn ông muốn cưới, cưới cô ấy, có nghĩa là có được con người cùng thế lực của Hoàng gia. Nhưng mà, Tề Đẳng Nhàn lại không nghĩ như vậy, giúp Hoàng Tình Ca, chẳng qua là đơn thuần coi cô ấy là bạn bè. Hơn nữa cảm thấy Hà gia tặng quan tài vào sinh nhật của cô gái nhỏ, thật là không biết làm người. Lý Vân Uyển còn muốn nổi bão, lại phát hiện trong mắt Tề Đẳng Nhàn nhìn thẳng tới, sắc mặt không khỏi đỏ lên, quay lưng lại, tức giận nói chưa từng xem qua a. Thật sự chưa từng xem qua, Tề Đẳng Nhàn thu hồi ánh mắt, cười cười. Vừa rồi tâm tình cô kích động,
khoa tay múa chân, vòng ngực vốn khác với người thường đương nhiên thoải mái lên xuống, làm cho đảng Tề Đảng Nhàn cảm thấy cực kỳ vui mắt. Tề Đảng Nhàn đi lên phía trước, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Lý Vân Uyển, mỉm cười nói, được rồi, biết cô quan tâm tôi, tâm ý tôi nhận. Nhưng mà, cô cũng không cần phải lo lắng cho tôi, bản lĩnh của tôi lớn mà. Ai lo lắng cho anh? Tôi chỉ là lo lắng Mộng Mộng ở quá mà thôi. Lý Vân Uyển kiêu ngạo nói. Con tàu quay trở lại vào cuối bữa tối và cập cảng vào khoảng 10 giờ tối. Tề Đảng Nhàn, chúng ta bất cứ lúc nào cũng có thể liên lạc nha. Lúc Tề Đảng Nhàn xuống thuyền, Hoàng Tình Ca cười tủm tỉm nói với hắn. Cách đó không xa, Lý Thiên Lạc nghe nói như vậy, tức giận đến cơ thể không khỏi run lên, nhưng cũng không nói gì cả. Lúc anh ta ở trên thuyền còn nói đợi đến khi dạ tiệc chấm dứt nhất định phải khiến cho đảng Tề Đảng Nhàn khó coi, nhưng Tề Đảng Nhàn đánh bại Trần Hùng Phi, bày ra thực lực, lại làm cho anh ta không thể không sinh ra kiêng dè. Loại chuyện ghen tuông này, đương nhiên chỉ có thể tạm thời ấn xuống, xem lần sau có cơ hội gì. Lý Thiếu không phải muốn dạy dỗ tôi sao? Sao anh đi nhanh vậy? Tề Đảng Nhàn hướng về phía Lý Thiên Lạc đi phía trước nói. Chấm chấm chấm. Lý Thiên Lạc làm bộ như không nghe thấy, sau khi lên bờ liền trực tiếp lên xe, rời đi rất nhanh. Ngồi trên xe, Lý Thiên Lạc hung hăng nắm chặt tay, lạnh giọng lẩm bẩm, đừng tưởng rằng mình có chút sức mạnh là có thể không kiêng nể gì cả. Cao thủ Lý gia chúng ta, nhiều như lông châu. Hơn nữa, chỉ có sức mạnh mà không có quyền thế, chung quy cũng chỉ là một tên con nhà võ. Kiều Thu Mộng nói với Tề Đảng Nhàn, anh đi đâu vậy? Về nhà đi. Tề Đảng Nhàn nhìn cô một cái, chuẩn bị lên xe Lý Vân Uyển, để Lý Vân Uyển đưa hắn về. Ngồi xe của tôi sẽ đưa anh về, Kiều Thu Mộng nói. Tề Đảng Nhàn ngược lại không nghĩ tới lần này Kiều Thu Mộng lại chủ động quan tâm mình, hơn nữa còn nguyện ý đưa mình trở về. Lý Vân Uyển trong lòng cảm thấy có chút không ổn, nếu như Kiều Thu Mộng đưa Tề Đảng Nhàn trở về Sơn Trang Vân Đình, vậy cô ấy có thể thay đổi tâm ý hay không? Nếu thái độ của Kiều Thu Mộng thay đổi, chủ động hơn, vậy dựa vào thân phận giữa hai người, Lý Vân Uyển của cô tuyệt đối không lấy được đồ tốt cùng cơ hội sớm. Đạo lý gần quan được ban lộc, ai cũng biết. Địa chỉ ở đâu? Kiều Thu Mộng ngồi lên ghế lái, hỏi. Sơn Trang Vân Đỉnh Thiên Cung, Tề Đảng Nhàn nhã nói. Hả? Kiều Thu Mộng nghe được, không khỏi rất kinh ngạc, trợn tròn mắt mình. Nhưng mà, lúc này đây, cô không có nghi ngờ, yên lặng mở xe. Đi thẳng đến Sơn Trang Vân Đỉnh. Lý Vân Uyển bất đắc dĩ thở dài, thôi vậy, mọi chuyện đều phải nhìn ý trời. Lý Tiểu Thư, đây là ví tiền của Tề Đảng Nhàn, vừa rồi lúc hắn ra tay với Trần Hùng Phi rơi xuống bong tàu. Vào lúc này, Hoàng Kỳ Bân vội vàng từ trên thuyền chạy xuống, không tìm được Tề Đảng Nhàn, chỉ có thể gọi Lý Vân Uyển tới. Lý Vân Uyển nhận lấy ví tiền, cười nói cảm ơn Hoàng Thiếu. Hoàng Kỳ Bân nói, không khách khí. Muốn tôi phái người đưa cô Lý một đoạn không? Không cần, Lý Vân Uyển lắc đầu, tâm tình còn có chút buồn bực. Cô trở lại xe, mở ví tiền Tề Đảng Nhàn, tùy ý lật, ngoại trừ giấy tờ tùy thân cùng mấy tờ tiền lẻ ra, cô còn nhìn thấy bên trong có một tấm thẻ mở cửa. Thẻ mở cửa của Vân Đỉnh Thiên Cung, Lý Vân Uyển sau khi nhìn thấy tấm thẻ này, buồn bực trên mặt biến mất. Thật đúng là bên trong bóng tối, đều có ý trời nha. Kiều Thu Mộng dọc đường đi cũng không nói lời nào, lái xe lên thẳng đỉnh núi Vân Đỉnh. Nơi này, chỉ có một nóc biệt thự cao ngạo mà đứng, trở thành tồn tại giống như hạc trong bầy gà trên toàn bộ Sơn Trang Vân Đỉnh. Ngọc Tiểu Long cùng Long Á Nam đang đứng ở cửa biệt thự, lắc đầu muốn rời đi, đây là lần cuối cùng cô tới, rõ ràng, cô cũng cảm thấy mình không gặp được Sở Vô Đạo. Nhưng mà, lúc này, xe của Kiều Thu Mộng dừng lại, điều này làm cho cô không khỏi ngẩn ra. Sau đó kinh ngạc vui mừng. Sau khi cửa xe mở ra, Ngọc Tiểu Long không khỏi chấn động, người trong xe lại là Tề Đảng Nhàn cùng Kiều Thu Mộng. Ngọc Tướng Quân, Kiều Thu Mộng sau khi nhìn thấy Ngọc Tiểu Long, cũng không khỏi sửng sốt, sau đó vội vàng chào hỏi. Cô Kiều, Ngọc Tiểu Long khẽ gật đầu với Kiều Thu Mộng, sau đó quay đầu nhìn về phía Tề Đảng Nhàn. Ngọc Tiểu Long thản nhiên hỏi, anh đến nơi này làm gì? Tề Đảng Nhàn lãnh đạm nói. Tôi về nhà, liên quan gì đến cô? Sau này cô có thể đừng đến cửa nhà tôi làm phiền tôi hay không? Ngọc Tiểu Long nghe nói như vậy, không khỏi hung hăng ngẩn ra, mở to hai mắt mình. Tề Đảng Nhàn ở chỗ này. Nếu không,
làm sao hắn biết mình đã tới? Long Á Nam thì vẻ mặt khinh thường, lần trước ở Vân Đỉnh Sơn Trang từng thấy Tề Đẳng Nhàn, hắn cũng nói là về nhà, nhưng kỳ thực là đến giao đồ ăn bên ngoài. Lúc này đây, không biết vì nguyên nhân gì chạy đến Vân Đỉnh Thiên Cung, lại còn dám mặt dày nói là mình về nhà. Kiều Thu Mộng lúng túng nói, chú ý thái độ của cô một chút. Cô cảm thấy mình khi đối mặt với Ngọc Tiểu Long cũng có chút xấu hổ, dù sao, Tề Đẳng Nhàn là đàn ông bị Ngọc Tiểu Long đá. Tề Đẳng Nhàn hừ lạnh một tiếng, không nói gì. Tề Đẳng Nhàn, anh từ khi nào lại mất mặt như vậy? Vân Đỉnh Thiên Cung, là nhà anh, Long Á Nam lạnh mặt hỏi. Kiều Thu Mộng không nói gì, nhìn Tề Đẳng Nhàn, dọc theo đường đi cô tràn đầy nghi hoặc, nhưng một câu cũng không hỏi nhiều, chính là chuẩn bị tin tưởng Tề Đẳng Nhàn một lần. Ngọc Tiểu Long cũng là thái độ hờ hững, cứ như vậy nhìn thẳng vào Tề Đẳng Nhàn, trong lòng thậm chí mơ hồ có chút chờ mong. Tề Đẳng Nhàn đưa tay thò vào trong túi, cũng không khỏi sửng sốt, nói, ví tiền của tôi hình như rơi trên tàu du lịch. Thẻ cửa, để trong ví. Sau khi nghe Tề Đẳng Nhàn nói những lời này, Long Á Nam trực tiếp cười ha ha. Trên khuôn mặt lạnh như băng của Ngọc Tiểu Long, cũng không khỏi toát ra một ý cười, mang theo một tia khinh miệt, vài phần khinh thường, còn có thất vọng. Kiều Thu Mộng ngây ngẩn cả người, một lúc lâu sau, yên lặng thở dài. Tôi biết anh sẽ dùng loại lý do què quặt này đối phó. Anh mang theo cô Kiều đến nơi này, sợ là cũng muốn mượn biệt thự này giả vờ lừa gạt chứ. Long Á Nam cười lạnh hỏi. Tề Đẳng Nhàn sờ hai bên túi tiền cũng không tìm được, tin chắc ví tiền của mình là rơi trên du thuyền, nói cô thích tin thì tin, tôi ở chỗ nào, có liên quan gì tới cô. Long Á Nam cười nhạo một tiếng, nói, không thể không nói, một người đàn ông làm được đến mức này như anh, thật sự là có chút mất mặt đàn ông. Chính mình không có bản lĩnh gì, nhưng mỗi ngày nói còn to hơn trời, còn rộng hơn so với mặt đất. Lúc này lời nói dối không giữ lại được nữa, lại tìm một lý do què quặt như vậy, quả thực khiến người ta kinh bỉ chê cười. Ngọc Tiểu Long thu lại ý cười kỳ lạ trên mặt, bình tĩnh nói, Tề Đẳng Nhàn, nếu một người đàn ông hạ quyết tâm làm đến nơi đến chốn, cho dù không cách nào đạt tới độ cao trước kia, nhưng cũng chưa chắc sẽ kém đi. Tề Đẳng Nhàn lạnh lùng nói, cô đang dạy tôi làm việc à? Ngọc Tiểu Long lắc đầu, không nói gì nữa. Long Á Nam khinh thường nói, tiểu thư đây là có lòng tốt nhắc nhở anh, phải biết rằng, loại người như anh, bình thường ngay cả tư cách gặp tiểu thư một lần cũng không có. Cô ấy sẵn sàng nói chuyện với anh, đó là phúc phận của anh. Nếu tôi là anh, sẽ thành thành thật thật tìm một công việc, làm cho đến nơi đến chốn. Mà không phải chỉ biết giả bộ làm người giỏi giang, nghĩ biện pháp lừa gạt người. Anh bị vạch trần, chẳng lẽ không cảm thấy rất mất mặt sao? Long Á Nam càng nói. Ánh mắt nhìn Tề Đẳng Nhàn cũng càng thêm khinh bỉ, phảng phất như một thần linh cao cao tại thượng, đang nhìn xuống một con kiến hôi hèn mọn không chịu nổi. Ngu dốt! Tề Đẳng Nhàn bĩu môi. Long Á Nam muốn nổi giận, Ngọc Tiểu Long lại nói, chúng ta đi thôi. Sau khi nói xong lời này, Ngọc Tiểu Long cùng Long Á Nam lên xe, rời khỏi nơi này. Cái tên này, thật sự là càng ngày càng không chịu nổi. Long Á Nam hừ lạnh nói. Ngọc Tiểu Long ngồi trong xe, nhắm mắt nghỉ ngơi, tâm tình có chút không thoải mái, cuối cùng, tới vài lần cũng không thể nhìn thấy Sở Vô Đạo. Đợi đến khi hai người đi rồi, Kiều Thu Mộng lúc này mới lắc đầu với Tề Đẳng Nhàn, nói, Tề Đẳng Nhàn, Ngọc Tướng Quân nói đúng, anh chắc là nghe một chút. Tề Đẳng Nhàn không khỏi bất đắc dĩ, buông tay, nói, cô cũng không tin tôi ở nơi này sao? Ở đâu không quan trọng, mấu chốt là phải giữ vững một trái tim chân thành tiến bộ. Nếu không, cả đời cũng chỉ là đồ bỏ đi. Trong mắt Kiều Thu Mộng khó nén thất vọng. Tất cả những gì xảy ra trên tàu du lịch khiến cô xem xét lại, cho nên, trên đường đưa anh về, cô không nói một câu nghi ngờ nào. Thế nhưng, sau khi đến nơi này, cô lại phát hiện, Tề Đẳng Nhàn mang đến cho cô thất vọng. Lý do vụng về mà lại què quặt kia, cũng thật sự khiến người ta khinh bỉ. Tề Đẳng Nhàn nói, tôi sẽ gọi điện thoại cho người của Hoàng gia đưa ví tiền của tôi tới đây. Kiều Thu Mộng nói, tôi về trước, anh tự nhiên đi. Sau khi nói xong lời này, cô xoay người lên xe, đạp chân ga đi xuống, không còn lưu luyến, rời khỏi đỉnh núi Vân Đỉnh. Vừa lái xe, Kiều Thu Mộng vừa cảm thấy trong lòng có chút chua xót, cô bất đắc dĩ lắc đầu, mang loại cảm xúc phức tạp này từ trong lòng mình hoàn toàn ném ra ngoài. Lúc này đây,
cô đối với Tề Đẳng Nhàn thật đúng là thất vọng vô cùng. Diễn xuất của Tề Đẳng Nhàn, quá vụng về, thậm chí còn biểu diễn trước mặt Ngọc Tiểu Long. Bỏ đi, dù sao cô ấy cũng chưa từng tin tưởng tôi. Tề Đẳng Nhàn bất đắc dĩ buông tay, lấy điện thoại di động chuẩn bị gọi điện thoại cho Hoàng Văn Lãng, hỏi một chút ví tiền của mình ở nơi nào. Số điện thoại còn chưa thông qua, số điện thoại của Lý Vân Uyển đã gọi vào. Lý Vân Uyển mở miệng nói, ngài Tề, có phải phát hiện mình không có thẻ vào cửa nhà hay không? Tề Đẳng Nhàn không khỏi hỏi, làm sao cô biết, ví của tôi nằm trong tay cô à? Đúng vậy, sau khi anh đi, Hoàng Thiếu xuống thuyền đưa cho tôi. Anh đang ở đâu, tôi sẽ đưa nó cho anh. Lý Vân Uyển cười tủm tỉm nói. Tôi đang ở Vân Đỉnh Thiên Cung. Tề Đẳng Nhàn nói, cô mau đến, tôi chờ cô. Lý Vân Uyển cúp điện thoại, trên mặt không khỏi hiện ra một tia ý cười, cô cố ý kéo dài khoảng 20 phút mới gọi điện thoại này. Tôi đây có tính là tính toán không? Chắc là không tính, nếu như Mộng Mộng thật sự tin tưởng Tề Đẳng Nhàn, cùng hắn ở cửa biệt thự chờ 20 phút, vậy tôi cũng sẽ cam tâm tình nguyện thua. Lý Vân Uyển yên lặng nghĩ, nếu như sau khi cô chạy tới, Kiều Thu Mộng vẫn ở đó cùng Tề Đẳng Nhàn, như vậy, cô cảm thấy mình chắc là sẽ đưa ra một quyết định. Nhưng mà sau khi Lý Vân Uyển lái xe đến, cũng không thấy bóng dáng Kiều Thu Mộng đâu. Cô chỉ nhìn thấy một mình Tề Đẳng Nhàn, cứ như vậy tùy ý ngồi trên bồn hoa trước của biệt thự. Hình bóng kia còn tỏ ra có chút cô độc. Ngài Tề, Mộng Mộng trở về rồi sao? Lý Vân Uyển dừng xe, đi tới trước mặt Tề Đẳng Nhàn, nhìn một chút, lúc này mới hỏi. Tề Đẳng Nhàn gật gật đầu, nhận lấy ví tiền từ trong tay cô, lấy thẻ ra, thuần thục mở cửa. Được rồi, cảm ơn, cô trở về đi. Tề Đẳng Nhàn mở cửa lớn, liền trực tiếp đi vào bên trong. IQ cao sẽ là cảm ơn cô, đã muộn rồi, nếu không cô nghỉ ngơi ở đây. IQ thấp, cảm ơn cô trở về đi. Lý Vân Uyển sửng sốt, trực tiếp bị hành động IQ thấp kém của Tề Đẳng Nhàn làm cho tức giận đến đầu cũng muốn nổ tung, hung hăng đạp một đạp lên mông hắn, trong miệng còn cọc cằn mắng, con mẹ nó tức chết tôi rồi. Tề Đẳng Nhàn mọc mắt sau gáy, né sang bên cạnh, Lý Vân Uyển đạp vào khoảng không, chân vừa rơi xuống đất, trọng tâm cơ thể nghiêng về phía trước, quả nhiên chính là một bước hụt trẹo chân, đau đến phù phù một tiếng ngã xuống đất. Ha ha ha, hại người không thành, ngược lại tự mình chịu tội. Tề Đẳng Nhàn ở một bên, xoa lưng cười ha ha. Lý Vân Uyển đau đến nhe răng trợn mắt, nước mắt ăn xin đều muốn rơi xuống, nghe được tiếng cười này của Tề Đẳng Nhàn, không khỏi dở khóc dở cười, tên này thật sự không có đầu óc sao. Lúc này, lại còn đang chê cười mình. Tề Đẳng Nhàn vươn tay ra, không đợi Lý Vân Uyển phục hồi tinh thần lại, liền kéo nàng lên, nói tôi đương nhiên sẽ kéo cô đứng lên, nhưng điều kiện tiên quyết là chờ tôi cười đủ đã. Lý Vân Uyển tức giận không chịu nổi, cảm thấy thời gian ở chung với tên này đã lâu, mình nhất định sẽ giảm thọ. Đau, vừa mới đứng vững, mắt cá chân phải liền truyền đến đau đớn, chỉ đành đưa tay vòng qua cổ Tề Đẳng Nhàn. Tề Đẳng Nhàn nhìn dáng vẻ này của Lý Vân Uyển, IQ có thấp hơn nữa cũng không có khả năng đuổi cô trở về, dứt khoát khom lưng, ôm cả người cô lên, đi vào trong phòng. Lý Vân Uyển lần đầu tiên để cho đàn ông ôm như vậy, sắc mặt không khỏi có chút đỏ lên, làn da trên người đều nóng lên, nhẹ nhàng mím môi đỏ của mình, đem đầu bỏ qua, để không phải xấu hổ. Sau khi ngồi vững trên sofa, Lý Vân Uyển giơ chân lên nhìn, hay thật, mắt cá chân đã sưng lên một cái bọc lớn. Điều làm cho cô tức giận, vốn là chuẩn bị đá Tề Đẳng Nhàn một cái, kết quả ngược lại làm chính mình tổn thương. Oan ức, tức giận. Tề chờ Nhàn tìm từ trong dương thuốc thấy thuốc giảm đau, trực tiếp ném cho Lý Vân Uyển. Nhưng mà, Lý Vân Uyển xoa xoa hai cái liền nhe răng trợn mắt không làm nữa, Tề Đẳng Nhàn dở khóc dở cười, chỉ có thể tới giúp cô. Một trận xoa bóp này khiến Lý Vân Uyển đau đến chết đi sống lại, gần như lăn lộn trên sofa, da trên mắt cá chân đều bị trà sát đỏ, đau đớn làm cho trên trán cô túa ra một tầng mồ hôi tinh mịn. Lý Vân Uyển vẫn mặc lễ phục, bởi vì đau đớn mà có chút không để ý đến dáng vẻ, chết đi sống lại trên sofa, đương nhiên làm cho Tề Đẳng Nhàn cũng thấy được một ít khung cảnh không nên nhìn. Không thể không nói, làn da của Lý Vân Uyển bóng loáng, dáng người cân xứng, hơn nữa khi đau đớn thì âm thanh rầm rì, thật đúng là làm cho bất kể đàn ông nào nghe xong đều nhìn không được suy nghĩ lung tung. Tề Đẳng Nhàn nghĩ đến một câu thơ cổ Nhiễu Lương Tam Nhật, dư âm không dứt.
hắn thậm chí còn có một loại hứng thú xấu xa khiến Lý Vân Uyển tiếp tục kêu thêm vài tiếng. Đều tại anh, không thể ít chọc tôi tức giận một chút sao? Lý Vân Uyển không khỏi thở phì phò nói, rụt chân trở về. Cái này cũng là trách tôi. Tề Đẳng Nhàn bất đắc dĩ buông tay. Phụ nữ thật đúng là sinh vật kỳ quái, rõ ràng là cô trước không nói đạo đức của võ thuật, lừa gạt đánh lén, tự mình lỡ tay ngã xuống, hiện tại đến trách hắn không nói đạo lý võ thuật. Quả nhiên, phụ nữ chỉ biết ảnh hưởng đến tốc độ rút đao. Ngày mai anh phải đưa tôi về nhà, chân tôi bị trẹo, đạp phanh lại đạp nhầm chân ga là xong rồi. Lý Vân Uyển nói, đây không phải là hành động bình thường của phụ nữ lái xe à? Tề Đẳng Nhàn nhàn nhạt hỏi một câu. Lý Vân Uyển chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa bị đồ chó này làm cho tức ngất đi. Cô nghĩ, ngày mai phải để cho cha gặp Tề Đẳng Nhàn một lần, vì bản thân mình mà tính toán trải đường trước. Lý Vân Uyển lớn lên trong một gia đình cha mẹ đơn thân, mẹ với ba ly hôn sớm, hiện tại, mẹ làm việc ở ngoại tỉnh, mà ba thì phụ trách tập đoàn Mộc Tử. Thật sự, anh chọc tôi tức giận nhiều, về sau ngay cả bạn bè cũng không làm được. Lý Vân Uyển bất lực phất phất tay, nằm liệt trên sofa, trong lòng tràn đầy uất ức. Tề Đẳng Nhàn cười cười, nói, được rồi, cô đêm nay ở chỗ này, dù sao cô cũng là khách quen rồi. Sáng mai, tôi sẽ đưa cô về nhà. Đang nói chuyện, hắn liền nhận được điện thoại gọi tới của Hướng Đông Tinh. Hắn không nghĩ tới, muộn như vậy mà Hướng Đông Tinh còn có thể gọi điện thoại tới. Trong tay anh có phải có 200 mẫu đất của thung lũng giết người không? Hướng Đông Tình thẳng thắn hỏi. Đúng vậy, Tề Đẳng Nhàn trả lời. Ta vừa mới thu mua tất cả thung lũng giết người trong tay tập đoàn Kiều Thị bằng giá ban đầu, đất trong tay anh cũng giữ lại cho tốt, đến lúc đó tôi cùng mở rộng. Hướng Đông Tình nói. 200 mẫu kia cũng không thể cho cô hết, đỉnh thiên cho cô 100 mẫu. 100 mẫu còn lại, tôi chuẩn bị giao cho tập đoàn Mộc Tử. Tề Đẳng Nhàn nghiêm túc nói. Hướng Đông Tình nói, tùy anh đi. Dù sao tôi cũng sắp thành lập một công ty mới, công ty này, anh là người phụ trách. Tề Đẳng Nhàn không khỏi hung hăng sửng sốt, không nghĩ tới Hướng Đông Tinh cứ thế giao trọng trách cho hắn. Này này, tôi cũng không muốn quản nhiều chuyện như vậy, tôi đã đồng ý giúp cô xử lý Từ Ngạo Tuyết cùng Ngọc Tiểu Long, cô đừng quá đáng. Tề Đẳng Nhàn giận dữ nói. Tút, điện thoại trực tiếp bị cúp máy, tiếng tút 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 truyền đến. Tề Đẳng Nhàn tức giận nói. Hướng Đông Tình người phụ nữ này, làm người ta phát cáu, không được, tôi nhất định phải đánh trở về mắng cô ta một trận. Lý Vân Uyển nhìn không được tò mò, hỏi, làm sao vậy? Hướng Đông Tình chuẩn bị thành lập một công ty mới, sau đó để tôi làm ông chủ của công ty này. Tề Đẳng Nhàn vô cùng tức giận nói. Choáng váng. Lý Vân Uyển nghe nói như vậy, đầu tiên là sửng sốt, sau đó suýt chút nữa bị tức đến ngất xỉu. Vươn ngón tay run rẩy hung hăng chỉ vào Tề Đẳng Nhàn. Làm sao vậy, tôi không chọc cô tức giận mà, Tề Đẳng Nhàn nhíu mày nói. Anh chết tiệt, anh có thể không cần cung điện Versailles như vậy không? Lý Vân Uyển xúc động muốn phun máu. Tập đoàn Hướng Thị muốn thành lập một công ty mới, hơn nữa giao cho Tề Đẳng Nhàn điều hành, đó là chuyện tốt nhường nào chứ? Tề Đẳng Nhàn lại cảm thấy Hướng Đông Tinh đang lừa hắn, còn chuẩn bị gọi điện thoại tới mắng cô ta. Tề Đẳng Nhàn nói, đồng ý cho các cô mở rộng 200 mẫu phải giảm một nửa rồi, nhiều nhất cho các cô 100 mẫu. Nhưng mà, cái này cũng đủ rồi, phải không? Ôi, thật không nghĩ tới, tôi dặn đi dặn lại để Thu Mộng không được bán đất, không nghĩ tới, mảnh đất này vẫn bị bán. Hành động đần độn này, chắc không phải do cô ấy làm. Dù sao, cô ấy đều ở tàu cả ngày hôm nay. Lý Vân Uyển không có ý kiến, 200 mẫu đất là Tề Đẳng Nhàn. Bằng lòng nhường lợi cho tập đoàn Mộc Tử đó là tình cảm, hơn nữa, 100 mẫu đất cũng không nhỏ. Nghĩ đến Tề Đẳng Nhàn vì mình mà cùng Hướng Đông Tinh có kè mặc cả, chia đôi đất trong tay ra, trong lòng cô không khỏi nóng hầm hập. Cảm ơn anh, ngài Tề. Lý Vân Uyển đôi mắt giống như làn sóng mùa thu, tình cảm nồng nàn chân thành nhìn Tề Đẳng Nhàn. Tề Đẳng Nhàn bị vẻ mặt này của nàng nhìn đến có chút bó tay, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Lý Vân Uyển thừa dịp hắn ngây người, dựa vào trong ngực hắn, hai tay gắt gao ôm cổ hắn, hôn lên một cái. Cô biết, mình đã đến lúc đẩy nhanh thế tấn công. Dù sao, Kiều Thu Mộng có ưu thế bẩm sinh. Nếu như cô ấy nhận ra sai lầm trước khi mình bắt được Tề Đẳng Nhàn,
như vậy mình sẽ hoàn toàn thất bại. Này, Tề Đẳng Nhàn trợn mắt há hốc mồm. Hắn không muốn thừa nhận mình là một con gián đất. Nhưng đối phó với loại chuyện này, quả thực là một con gián đất. Nhưng mà, hắn dù sao cũng biết, hôn môi, phải đưa đầu lưỡi vào. Lý Vân Uyển cũng không biết mình nhắm mắt thừa nhận được bao lâu, thế công của Tề Đẳng Nhàn quả thực bá đạo giống như bán bộ bắc quyền của hắn. Thẳng đến khi sắp hít thở không thông, lúc này Lý Vân Uyển mới đột nhiên đẩy hắn ra, sau đó đỏ mặt vội vàng chạy về phòng, đóng sầm cửa lại. Tề Đẳng Nhàn ngồi trên sofa ngây người gần 10 phút, sau đó mới sờ sờ môi mình, tức giận nói, sao còn cắn người nữa chứ? Có điều, mọi chuyện vừa xảy ra đều rất đáng giá để hồi tưởng. Đôi môi đỏ mọng mềm mại, mềm nhũn, giống như thạch trái cây. Lưỡi chim sẻ kia, hương vị ngọt ngào mềm mại, trơn trượt không rời miệng. Tất cả mọi thứ thật tuyệt vời. Đáng lẽ mình nên rời khỏi nhà tù Udo vài năm trước. Treo cổ đánh một đám ông già tuy rằng cũng khá vui vẻ, nhưng làm sao có thể so sánh được với người phụ nữ ảnh hưởng đến tốc độ rút đao của mình nha. Tề Đẳng Nhàn tự hỏi, nghĩ một hồi liền thậm chí cảm thấy có chút buồn bực. Khó trách lão già đồ tể kia lại thường xuyên kể mấy câu chuyện, còn một đống người vây quanh nghe. Quân phiệt này, học thương trụ vương làm cái gì mà bể rượu thịt rừng. Trước kia mình từng cảm thấy mấy thứ đó thật buồn cười, bây giờ ngẫm lại, mình lại hơi hâm mộ nha. Tên hề lại chính là mình. Tề Đẳng Nhàn cả đêm khó ngủ, thậm chí buổi tối còn dậy tắm nước lạnh mấy lần, thật đúng là còn chưa tự làm mình bị cảm. Ngày hôm sau hắn tinh thần mệt mỏi bò dậy đã nhìn thấy Lý Vân Uyển ở dưới lầu lén lút đi ra từ phòng tắm, trên người chỉ quấn một cái khăn tắm. Lưu manh, anh có nhìn trộm tôi đúng không? Lý Vân Uyển sau khi phát hiện Tề Đẳng Nhàn đang nhìn mình, không khỏi tức giận quát lớn. Tôi không có, Tề Đẳng Nhàn ho khan một tiếng, quay đầu đi. Có điều, cái đùi trắng nõn kia, thật đẹp nha. Sáng sớm hôm nay, Lý Vân Uyển phát hiện hình như Tề Đẳng Nhàn có hơi ngại ngùng khi đối mặt với cô ấy, đôi khi còn đỏ mặt một chút, nói chuyện cũng không lưu loát như lúc trước. Quả nhiên là giám ngục nhỏ chưa từng thấy qua việc đời. Hừ hừ, sớm muộn gì cũng quỳ gối dưới váy lụa của mình. Lý Vân Uyển đắc ý nghĩ. Có điều, đêm nay Lý Vân Uyển cũng không khá hơn là bao, dù sao cũng lăn qua lộn lại rất lâu, nếu không phải buổi sáng cô ấy có trang điểm thì cũng không che được quầng thâm. Này, ngài Tề, hào phóng chút đi, không phải chỉ là một nụ hôn thôi sao? Có gì đáng ngạc nhiên đâu. Lý Vân Uyển thoải mái vỗ bả vai Tề Đẳng Nhàn, hào sảng cười nói. Ha, Tề Đẳng Nhàn chỉ có thể cười, không cách nào tiếp lời. Lý Vân Uyển nhìn thấy hắn hiếm khi khó xử, trong lòng cô ấy không khỏi càng thêm đắc ý, cuối cùng cũng có lúc để cho tên này ăn khổ. Tề Bình Nhàn đỡ Lý Vân Uyển đang khập khiễng lên xe, đưa cô ấy về nhà. Alo, cha, ở trên xe, Lý Vân Uyển nhận được điện thoại của cha cô ấy Lý Long Dịch. Vân Uyển à, sao tối hôm qua con không về nhà? Tối hôm qua con ở đâu? Lý Long Dịch hỏi. Dạ, tối hôm qua con tham dự tiệc sinh nhật của cô Hoàng, lúc sau uống nhiều quá nên con đến nhà Mộng Mộng ngủ. Lý Vân Uyển không chút do dự nói dối. Lý Long Dịch cũng không hỏi nhiều, chỉ nói, vậy bây giờ con mau về nhà đi, có khách đến nhà mình, là anh Giang của con. Lý Vân Uyển bỗng nhiên có chút không muốn về nhà, anh Giang này, là người theo đuổi cô ấy mà cha cô ấy cực kỳ ngưỡng mộ, hy vọng Lý Vân Uyển có thể kết hôn với anh ta. Nhưng Lý Vân Uyển không muốn, vì vậy cô ấy cũng chỉ có thể tiếp tục giả vờ. Tề Đẳng Nhàn đưa Lý Vân Uyển về nhà, nhìn chân cô ấy đi lại không tiện, cũng chỉ có thể đỡ cô ấy vào phòng. Lý Long Dịch là một người đàn ông đã hơn 50 tuổi, nhìn thấy con gái được một người đàn ông xa lạ dìu vào, sắc mặt lập tức biến đổi, lạnh lùng nói, cậu là ai? Anh ấy là bạn của con, Tề Đẳng Nhàn, chân con bị thương, con cố ý bảo anh ấy đưa con về. Lý Vân Uyển nói. Lúc này, Giang Vĩnh ngồi trên sofa đã đứng dậy, nhìn thấy Lý Vân Uyển được Tề Đẳng Nhàn đỡ, liền vội vàng tiến lên, cười nói, người anh em, để tôi đến làm là được rồi. Tề Đẳng Nhàn nhíu mày, mặc kệ anh ta, trực tiếp kéo Lý Vân Uyển ngồi xuống sofa. Trên mặt Giang Vĩnh không khỏi hiện lên một tia không vui. Tề Đẳng Nhàn liếc mắt đánh giá Giang Vĩnh, ăn mặc bình thường, cả người từ trên xuống dưới đều là kiểu mới của Armani. Đồng hồ đeo tay hãng Vacheron Constantin, hiển nhiên là người thuộc tầng lớp thượng lưu. Giang Vĩnh cũng đánh giá Tề Đẳng Nhàn, quần áo bình thường,
nhìn không có chỗ nào đặc biệt, không có đồng hồ đeo tay, thậm chí trong lòng bàn tay có nhiều vết chai, hiển nhiên là một người hay làm việc nặng nhọc. Không đáng nhắc tới, trong lòng Giang Vĩnh hiện lên một tia ý cười, âm thầm nghĩ, cảm thấy Tề Đẳng Nhàn ở trước mặt anh ta, cái gì cũng không bằng, không có bất kỳ áp lực cạnh tranh nào. Lý Long Dịch trực tiếp không để ý đến Tề Đẳng Nhàn, ngay cả tâm tư chào hỏi cũng không có, nói với Lý Vân Uyển, gần đây tập đoàn Hổ Môn thả ra tiếng gió, nói là con đắc tội với người của họ, chuẩn bị động thủ với tập đoàn Mộc Tử. Cha tìm người đến cửa bàn bạc với họ, kết quả bị bọn họ trực tiếp đuổi ra ngoài. Tập đoàn Hổ Môn thế lực to lớn, tài lực hùng hậu, chúng ta không đụng được bọn họ. Lý Vân Uyển sửng sốt, cô ấy thật không ngờ tập đoàn Hổ Môn lại trả thù nhanh như vậy. Bọn họ nhằm vào tập đoàn Mộc Tử, hay là bởi vì lần trước cô ấy cùng ăn cơm với Tề Đẳng Nhàn chứ? Khuôn mặt già nua của Vương Hổ đã bị Hoàng Kỳ Bân nửa đường giết ra cho không còn một mảnh, khẳng định phải tìm về nơi này. Không sao, con đã có đối sách. Tề Đẳng Nhàn đáp ứng cho con 100 mẫu đất, để cho chúng ta tiến hành khai thác. Hiện tại tập đoàn Hổ Môn đang đối đầu với tập đoàn Hướng Thị, khẳng định không dám có động tác lớn khác, sợ bị bắt được sơ hở. Đến lúc đó chúng ta đem gió này thả ra, bọn họ tự nhiên sẽ biết khó mà lui. Cha, cha không cần lo lắng. Biểu cảm của Lý Vân Uyển giống như Chí Châu, khẽ cười nói. Giang Vĩnh nghe cô ấy nói như vậy, không khỏi sửng sốt, quay đầu nhìn về phía Tề Đẳng Nhàn. Tên này có 100 mẫu đất, hơn nữa giao cho tập đoàn Mộc Tử khai thác, chẳng lẽ hắn là đại gia ẩn nấp, châu bò như vậy sao? Lý Long Dịch nhìn không được hỏi, 100 mẫu đất. Nó ở đâu? Thung lũng giết người, Lý Vân Uyển nói. Phốc! Giang Vĩnh trực tiếp cười phun. Lý Long Dịch cũng trợn tròn mắt tại chỗ, hoài nghi đầu óc con gái có bị hỏng hay không. Ha ha ha, 100 mẫu đất ở thung lũng giết người, chỉ sợ còn không đổi được 100 mét vuông đất bên Tân Thế Kỷ đúng chứ? Tôi còn tưởng rằng vị Tề tiên sinh này có thể xuất ra 100 mẫu đất ở đâu chứ? Giang Vĩnh lắc đầu nói. Lý Long Dịch cũng lạnh lùng nhìn lướt qua Tề Đẳng Nhàn một cái, trong mũi toát ra một tiếng hừ lạnh, cảm thấy Lý Vân Uyển có lẽ là bị người lừa gạt. Giang Vĩnh nhìn Tề Đẳng Nhàn nói, tôi thấy Tề tiên sinh ăn mặc bình thường, hơn nữa trên tay có nhiều vết chai cũ, hơn phân nửa là do làm ruộng nhiều phải không? Anh lấy đất trong nhà để làm ruộng, không sợ bị người thân mắng sao? Lúc nói lời này, anh ta nhìn không được mỉm cười, mang theo ý khinh miệt cùng đùa cợt. Tề Đẳng Nhàn thản nhiên nói, tôi là giám ngục, không phải là nông dân. Mảnh đất đó tôi đã thu mua. Đầu óc cậu bị hỏng rồi phải không? Thu mua thung lũng giết người. Cậu nhận mảnh đất đó, là để cậu thuận tiện xây nhà tù, sau đó xử bắn tù nhân tử hình, để làm một con rồng được phục vụ. Lý Long Dịch trực tiếp không chút khách khí mở miệng nói. Lúc này, ngay cả những người hầu của Lý gia cũng không khỏi cười khẽ, một đám trụm đầu ghé tai. Thung lũng giết người đó tôi biết, trước kia là chuyên dùng để bắn chết phạm nhân tội tử hình, nghe nói còn thường xuyên bị ma ám. Cái nơi quỷ quái đó, ngay cả vết chân người cũng không có, thế mà lại đi mua đất ở nơi đó. Thật đúng là đầu óc bị hỏng rồi. Cô chủ cũng không biết là bị làm sao, thế mà lại làm bạn với một kẻ ngốc như vậy, không sợ bị người khác chê cười sao. Tề Đẳng Nhàn bình tĩnh nói, mảnh đất này trong tương lai sẽ được tỉnh phân loại là dự án trọng điểm phát triển. Đến lúc đó các người sẽ biết mảnh đất ở nơi đó đáng giá bao nhiêu. Lời nói của Tề Đẳng Nhàn lại một lần nữa rước lấy lời chế nhạo của mọi người. Giang Vĩnh cười lớn nhất, anh ta lắc đầu, nói, tôi lăn lộn trong lĩnh vực kinh tế nhiều năm như vậy, nếu có chuyện gì gió thổi cỏ lay, tôi không thể nói tôi là người biết đầu tiên, nhưng ít nhất cũng là người biết thứ hai. Dám hỏi Tề tiên sinh, anh lấy tin tức này từ đâu rằng thành phố sẽ quy hoạch trọng điểm thung lũng giết người? Chẳng lẽ có người trong nhà Tề tiên sinh làm việc bên cạnh tỉnh trưởng? Đám người giúp việc Lý gia đều khinh bỉ nhìn Tề Đẳng Nhàn, hiển nhiên là không tin lời hắn nói. Đầu của mấy lãnh đạo tỉnh lại không có hố, làm sao có thể chọn thung lũng giết người làm nơi quy hoạch? Quy hoạch cái nơi chim không thèm ị đó thì có tác dụng gì chứ? Đương nhiên Tề Đẳng Nhàn sẽ không nói những lời của Hoàng Văn Lãng cho họ biết, nhắc nhở một câu, không tin kẻo ngã. Hướng Đông Tình bên kia thì ngược lại tin tưởng hắn không nghi ngờ, sau khi nghe hắn nhắc tới thung lũng giết người liền để ý, âm thầm dùng số tiền không dùng đến của tập đoàn thu mua điên cuồng một đợt. Số tiền không dùng đến của tập đoàn Hướng Thị,
đó là lấy 100 triệu trở lên. Quên đi, chúng ta vẫn nên bàn chuyện làm thế nào để giải quyết địch ý của tập đoàn Hổ Môn đối với tập đoàn Mộc Tử chúng ta rồi nói sau. Lý Long Dịch lắc đầu, đắn đo nặng nhẹ nói. Lý Vân Uyển thấy cha không tin, cũng không khỏi nhíu mày thật chặt, Tề Đẳng Nhàn không đáng tin như vậy sao? Dù sao, cô ấy cũng tin tưởng Tề Đẳng Nhàn không nghi ngờ. Giang Vĩnh cố ý nói với Tề Đẳng Nhàn, Tề tiên sinh có đề nghị gì không? Tề Đẳng Nhàn nói, bây giờ tập đoàn Hổ Môn tranh đấu với tập đoàn Hướng Thị, thả ra tiếng gió muốn đối phó với tập đoàn Mộc Tử chẳng qua là muốn kiếm chỗ tốt mà thôi, không chắc chắn sẽ thật sự ra tay. Tập đoàn Mộc Tử bên này, chỉ cần lấy được một ít dự án có thể dự định trong tương lai, hoặc là liên lạc với một nhân vật lớn có sức ảnh hưởng, là có thể hù dọa tập đoàn Hổ Môn. Lý Long Dịch nói, không nghĩ tới cậu còn có chút hiểu biết. Giang Vĩnh nói, như vậy được rồi, sau buổi trưa, tôi dẫn chú Lý đi gặp thầy của tôi, ông ấy nhất định sẽ nể mặt tôi. Thầy của cậu, sắc mặt Lý Long Dịch không khỏi nghiêm túc, trở nên rất ngưng trọng. Ngày thường thầy tôi ngày rất bận rộn, có điều, mặt mũi của tôi chắc ông ấy vẫn sẽ cho. Nói không chừng, ông ấy còn có thể cho chúng ta cơ hội gặp mặt 5 phút, có thể nói chuyện được hay không, phải xem chú Lý phối hợp với tôi. Giang Vĩnh nói, được. Tôi cũng sớm đã muốn gặp Hoàng Đại Tiên Sinh, hy vọng có thể nắm chắc cơ hội này. Nếu có ông ấy ra tay, tập đoàn Hổ Môn cũng không dám làm gì. Lý Long Dịch cao hứng nói. Tề Đẳng Nhàn nhìn không được hỏi, Hoàng Văn Đào. Giang Vĩnh nhíu mày nhìn qua, nói, cậu biết thầy của tôi. Chú Lý, chú muốn gặp Hoàng Văn Đào cũng không cần phiền phức như vậy đâu, tôi trực tiếp gọi điện thoại là có thể nhờ ông ấy giúp đỡ. Ngày hôm qua ông ấy nợ tôi một cái nhân tình. Tề Đẳng Nhàn mỉm cười nói. Anh ta cũng không biết soi lại bộ dáng của mình trong nước tiểu như thế nào hay sao, loại người như anh ta mà có thể để Hoàng Đại Tiên Sinh nợ nhân tình. Người này lại bắt đầu khoác lác không viết kịch bản. Ha ha ha, nếu Hoàng Đại Tiên Sinh nợ ân tình của anh ta, thì tôi nói tỉnh trưởng còn nợ tôi nhân tình nha. Anh ta cũng thật là không sợ gió lớn cắt mất lưỡi sao, cái gì cũng dám nói ra. Người giúp việc nghe thấy lời này của Tề Đẳng Nhàn. Đều nhịn không được mà nghị luận, cả đám bật cười, nhao nhao lắc đầu, loại người như Hoàng Đại Tiên Sinh, làm sao có thể nợ một tên giám ngục nhỏ một cái nhân tình chứ? Giang Vĩnh cười lạnh nói, tôi không biết anh hỏi thăm thầy của tôi là ai từ đâu, nhưng anh nói thầy tôi nợ anh nhân tình, vậy thì quá buồn cười. Hoàng gia, chính là gia tộc quyền thế một phương, thầy của tôi, là tỷ phú thân gia 100 triệu, em trai của ông ấy, là người đứng đầu thành phố Trung Hải của chúng ta. Anh nói xem, ông ấy nợ anh nhân tình. Anh cảm thấy có chuyện gì hoàng gia không thể giải quyết mà cần một giám ngục như anh đến giải quyết. Lý Long Dịch cũng lắc đầu, không để ý tới Tề Đẳng Nhàn, nói với Giang Vĩnh, lát nữa cậu trực tiếp dẫn tôi bái kiến Hoàng Đại Tiên Sinh. Giang Vĩnh cao giọng đồng ý. Cha, Hoàng Đại Tiên Sinh thật sự nợ nhân tình của Tề Đẳng Nhàn, thiên chân vạn xác, chính mắt con nhìn thấy ngày hôm qua. Lý Vân Uyển thấp giọng nói với cha. Được rồi, cha biết con không thích Giang Vĩnh, nhưng người ta thật lòng thật ý giúp chúng ta vượt qua cửa ải khó khăn này. Ngay cả loại lời nói nhảm như thung lũng giết người được tỉnh quy hoạch trọng điểm quy hoạch con cũng có thể tin, thật đúng là làm cha không biết nói như thế nào với con. Cha biết suy nghĩ của con tìm người này hơn phân nửa là muốn ứng phó với Giang Vĩnh phải không? Có điều, cha không thể không nói, con tìm nhầm người rồi, người này quá kém cỏi. Chờ Giang Vĩnh giúp cha vượt qua cửa ải khó khăn này, con phải suy nghĩ thật kỹ chuyện hẹn hò với cậu ấy, nếu không, đừng trách cha trở mặt. Lý Long Dịch khoát tay, trực tiếp cắt ngang những lời còn lại của Lý Vân Uyển, hơn nữa còn nói rất bá đạo, khiến cô ấy không nói nên lời. Lý Vân Uyển mím môi, nói với nhau, cha tôi không tin anh, ngược lại đi tin tưởng Giang Vĩnh không chút nghi ngờ, anh đừng tức giận. Yên tâm, ông ấy cảm thấy tôi như thế nào cũng không sao cả. Tôi sẽ giúp nhà cô vượt qua cửa ải khó khăn này. Tề Đẳng Nhàn cười cười, bình tĩnh nói. Cảm ơn anh, trong lòng Lý Vân Uyển ấm áp, cảm thấy Tề Đẳng Nhàn thật sự là một người không tồi, đồng thời hạ quyết tâm nhất định phải đẩy nhanh thế công, sớm một chút bắt được hắn. Mộng mộng, tớ chỉ có thể nói với cậu một tiếng xin lỗi, là chính cậu không tin anh ấy, bỏ đi một khối ngọc bích. Trong lòng cô ấy thầm nghĩ, đồng thời có chút đắc ý với ánh mắt của mình. Không lâu sau, có người giúp việc chạy ra nói, lão gia, đường ống dẫn khí hóa lỏng trong nhà bị hỏng, chưa hôm nay sợ là không nấu cơm được.
Lý Long Dịch không khỏi nhíu mày, giơ tay lên nhìn thoáng qua thời gian, nói, vậy chúng ta ra ngoài ăn đi, đi thôi, Tiểu Giang, tôi mời cậu đến khách sạn Thiên Địa ăn cơm. Giờ này đi qua, sợ là thời gian không còn kịp đúng chứ. Hơn nữa, xếp hàng có được bàn hay không cũng không chắc. Lý Vân Uyển cũng nhìn đồng hồ, nói. Lý Long Dịch không khỏi ngẩn ra, cũng đúng, khách sạn Thiên Địa làm ăn quá tốt, hơn nữa thời gian có hơi gấp gáp, nếu ăn cơm ở đó, thì sẽ chỉ hoãn thời gian gặp mặt Hoàng Văn Đào. Tề Đẳng Nhàn nói, cái này không phải là chuyện rất đơn giản sao, đi gọi đồ ăn ngoài là được rồi. Đồ ăn ngoài, như vậy là không tôn trọng khách, quy cách quá thấp. Lý Long Dịch nhíu mày. Gọi khách sạn Thiên Địa đưa đồ ăn tới đây, Tề Đẳng Nhàn nói. Ha ha ha. Gọi khách sạn Thiên Địa đưa đồ ăn tới. Tên này đang nói cái lời nói ngu ngốc gì vậy? Khách sạn Thiên Địa có quy định gì? Họ không bao giờ đi giao đồ ăn, tên này thật đúng là một tên nhà quê. Tên nhà quê chính là tên nhà quê, ngay cả loại lời nói ngu xuẩn như để khách sạn Thiên Địa giao đồ ăn cũng nói ra, thật đúng là làm cho người ta không biết nói gì à. Sắc mặt Lý Vân Uyển có vẻ lúng túng, nhẹ nhàng véo Tề Đẳng Nhàn một phen, thấp giọng nói, vì giữ quy cách của mình. Khách sạn Thiên Địa không bao giờ giao đồ ăn. Thậm chí, nếu muốn đóng gói ở khách sạn thì chỉ có thể là ăn còn dư hoặc là ăn được một nửa thì tạm thời có việc mới có thể đóng gói mang về, không thể đóng gói đồ ăn vừa mới nấu xong. Giang Vĩnh cũng không khỏi khinh bỉ nhìn Tề Đẳng Nhàn một cái, tên này, thật sự là một tên nhà quê không hơn không kém, thật sự là cái gì cũng có thể nói ra. Chú Lý, quên đi, chúng ta ra ngoài tùy tiện ăn một chút là được. Sau khi ăn xong, tôi sẽ đưa chú đến gặp thầy tôi. Giang Vĩnh cười nói. Tề Đẳng Nhàn lấy điện thoại ra, lắc đầu, nói, làm sao khách sạn lại có thể không có dịch vụ giao đồ ăn chứ, chú chờ tôi chút, tôi gọi điện hỏi một chút. Nói xong, hắn lấy ra một tấm thẻ từ trong ví, Lý Vân Uyển cũng không thấy rõ đó là thứ gì. Tề Đẳng Nhàn bấm gọi dãy số trên thẻ, mở miệng nói, khách sạn Thiên Địa phải không? Chỗ tôi cần chiêu đãi khách. Các người thu xếp cho tôi một ít món ăn rồi đóng gói mang đến đây. Người ở đầu dây bên kia không khỏi sửng sốt, sau đó nói, xin lỗi, tiên sinh, khách sạn của chúng tôi không có dịch vụ giao đồ ăn. Ồ, lúc trước người đưa tấm thẻ này cho tôi đã nói, bất kể tôi đưa ra yêu cầu gì, các người đều có thể làm được. Tề Đẳng Nhàn hơi nhíu mày. Tiên sinh, xin hỏi số thẻ của ngài là bao nhiêu? Người nọ sửng sốt. Tề Đẳng Nhàn đọc số thẻ. Người đối diện vừa xác minh, không khỏi sợ tới mức giật mình. Tấm thẻ này, là của Sở Vô Đạo đưa cho Tề Đẳng Nhàn trước khi anh ta rời đi, nói rằng đây là thẻ đặc quyền của khách sạn Thiên Địa, chỉ cần giữ tấm thẻ này, là có thể có được quyền hạn cao nhất của khách sạn. Tiên sinh, mời ngài chờ một chút, trong vòng nửa giờ, đồ ăn đóng gói của ngài sẽ lập tức được giao đến. Đối phương nói. Sau khi cúp điện thoại, Tề Đẳng Nhàn nói với Lý Vân Uyển. Đối phương nói trong vòng nửa giờ sẽ giao đồ ăn đến đây, an tâm chờ một chút đi. Lý Long Dịch nhíu mày, hỏi cậu có chắc là cậu đã gọi cho khách sạn Thiên Địa không? Đương nhiên, Tề Đẳng Nhàn gật đầu. Giang Vĩnh Viễn cười to nói, cười chết tôi rồi. Loại khách sạn quy cách cao như khách sạn Thiên Địa, sao có thể có chuyện giao đồ ăn chứ? Anh đang đùa tôi à? Không phải là cậu tùy tiện gọi cho quán ăn ven đường nào đó. Sau đó giả vờ bảo họ giao đồ ăn đến cho chúng tôi chứ. Ha, chút mặt mũi này không có ý nghĩa gì, ăn cơm mà thôi, không cần phiền phức như vậy, no bụng là được. Tề Đẳng Nhàn lười giải thích với Giang Vĩnh này, người anh em này vẫn luôn tâm tâm niệm niệm với người phụ nữ ảnh hưởng đến việc rút đao của hắn, hắn nhìn thế nào cũng cảm thấy không thích. Lý Long Dịch còn muốn nói cái gì, Lý Vân Uyển liền nói, à, chờ một chút là được rồi. Ăn một bữa cơm mà thôi. Cần gì phải phiền phức như vậy? Lý Long Dịch cảm thấy cũng đúng, cũng không còn xoắn suýt nữa, chuyện cơm chưa là chuyện nhỏ, buổi chiều đi gặp Hoàng Văn Đào mới là chuyện lớn. Dù sao, tập đoàn Hổ Môn đã thả ra tiếng gió, nếu như không giải quyết sớm, lòng người trong nội bộ tập đoàn Mộc Tử vẫn hoảng sợ thì sẽ không làm việc tốt được. Nửa giờ sau, khách sạn Thiên Địa đã giao đồ ăn tới, một đám nhân viên phục vụ mặc Âu phục trắng đi ở phía trước, trong tay cầm khay cơm màu bạc. Trên đĩa có nắp tròn. Giang Vĩnh sửng sốt, nói, thật đúng là giống như thật. Tiên sinh tôn kính, món ăn mà ngài gọi đã được đưa đến, mời ngài thưởng thức thoải mái. Dẫn đầu là một người đàn ông trung niên, giống như một vị quản gia thân sĩ, sau khi đặt đồ ăn lên bàn ăn,
cung kính nói với Giang Vĩnh. Tôi không phải là người gọi đồ ăn. Đầu óc Giang Vĩnh có chút choáng lên. Là tôi, Tề Đẳng Nhàn nói. Người quản gia kia lập tức xoay người lại, cúi đầu trước Tề Đẳng Nhàn, nói, rất xin lỗi, là tôi đã nhận nhầm người. Tiên sinh tôn kính, mời ngài thưởng thức, đợi sau khi bữa ăn của ngài kết thúc, chúng tôi sẽ thu dọn bàn ăn. Lý Long Dịch và Lý Vân Uyển nhìn cũng ngạc nhiên một trận, quy cách này, không khỏi cũng quá cao rồi chứ. Những người giúp việc của Lý gia cũng vô cùng kinh ngạc, tố chất của những nhân viên phục vụ này quá cao, ai nấy đều không nói gì, lộ ra tám cái răng, từ đầu đến cuối giữ vững mỉm cười, mỗi lần mở ra một món ăn, họ đều giới thiệu một lần. Khách sạn Thiên Địa không giao đồ ăn, tôi nhớ rõ. Giang Vĩnh sắc mặt khó coi miệng cứng rắn nói. Trên lý thuyết là không giao đồ ăn, nhưng khi đối với một số khách hàng đặc biệt, chúng tôi vẫn sẽ giao đến. Người quản gia nghiêm túc nói, vị tiên sinh này, chính là khách quý của khách sạn Thiên Địa chúng tôi, sở hữu thẻ hội viên tôn quý nhất. Tất cả các yêu cầu của ngài ấy, chúng tôi đều sẽ làm theo. Giang Vĩnh liên tục lắc đầu, nói, không thể nào có chuyện này được. Cho dù là thị trưởng Hoàng ở Trung Hải chúng ta, cũng không thể nào để khách sạn Thiên Địa giao đồ ăn tới. Anh ta chỉ là một tên giám ngục, sao có thể có tư cách để khách sạn Thiên Địa giao đồ ăn? Người giúp việc cũng liên tục gật đầu, muốn thưởng thức món ăn ngon của khách sạn Thiên Địa, thì nhất định phải đến khách sạn, không thể mang về. Thời điểm khách sạn Thiên Địa kinh doanh tương đối thịnh vượng, muốn đặt trước đến một phòng riêng, đều cần phải đợi đến một hoặc hai tháng. Một khách sạn như vậy, sẽ đi giao đồ ăn cho người khác. Hơn nữa còn là giao đồ ăn cho một tên giám ngục nhỏ. Giang Vĩnh cười lạnh nói, Tề tiên sinh vì theo đuổi Vân Uyển thật đúng là hao tâm tổn trí nha, thế mà lại tìm một đám diễn viên như vậy phối hợp với anh, để anh thể hiện ra châu bò của mình sao? Tề Đẳng Nhàn lười nói chuyện, phất tay, nói, món ăn được giao đến rồi, vậy thì ăn cơm thôi. Lý Long Dịch cũng cảm thấy lời Giang Vĩnh nói là đúng, Tề Đẳng Nhàn có lẽ là vì muốn Lý Vân Uyển có hảo cảm với mình, cho nên sớm đã bố trí những thứ này, chắc chắn là đã lừa được con gái của ông ta. Nếu không thì sao con gái của ông ta lại đi tin tưởng chuyện nơi quỷ quái như thung lũng giết người sẽ trở thành nơi quy hoạch trọng điểm của tỉnh cơ chứ? Thẻ của anh lấy từ đâu ra vậy? Lý Vân Uyển không khỏi nhỏ giọng hỏi. Phạm nhân trong ngục giam tặng cho tôi, nếu cô thích, tôi cho cô là được. Tề Đẳng Nhàn nhàn nhạt nói. Hắn luôn luôn độc lai độc vãng, cơ bản không cần xã giao gì, lấy ra đưa cho Lý Vân Uyển cũng không cảm thấy đáng tiếc. Lý Vân Uyển cũng tịch thu. Cảm thấy hắn có tấm lòng này là tốt rồi, thuận tiện nở nụ cười véo trên thắt lưng hắn một cái. Tề Đẳng Nhàn không khỏi nhíu mày, hình như là hắn không chọc nữ nhân này tức giận đúng chứ. Sao cô ta lại véo hắn? Sau khi ăn trưa xong, Giang Vĩnh nhìn đồng hồ, cười nói, đúng lúc này thấy tôi này vừa vặn có thời gian, ông ấy có thể dành 5 phút để gặp chúng ta, chú Lý, chúng ta phải nắm chắc 5 phút này mới được. Ừ, sắc mặt Lý Long Dịch nghiêm túc gật đầu. Ông ta đã thay một bộ Âu phục rất vừa người, trải đầu tỉ mỉ, cả người có vẻ rất nghiêm chỉnh. Giang Vĩnh liếc mắt nhìn Tề Đẳng Nhàn, mỉm cười nói, Tề tiên sinh cũng cùng đi đi, dẫn anh đi xem việc đời, xem như thế nào mới là nhân vật lớn chân chính. Anh ta có ý mượn cơ hội này để cho Tề Đẳng Nhàn thấy rõ chênh lệch giữa hắn với anh ta, sau đó tự ti mặc cảm, cút khỏi Lý Vân Uyển. Lý Long Dịch cảm thấy như vậy cũng tốt, người này rõ ràng chính là kẻ lừa đảo. Không biết dùng thủ đoạn gì lừa gạt sự tín nhiệm của đứa con gái thông minh của ông ta, để Giang Vĩnh hung hăng đả kích hắn, cũng tốt để cho hắn biết khó mà lui. Ngày hôm qua vừa mới gặp xong, cũng không có gì ngạc nhiên. Lý Vân Uyển không khỏi nhỏ giọng châm chọc. Rất nhanh, đám người đã đến cửa một câu lạc bộ. Giang Vĩnh giải thích, mỗi ngày sau bữa trưa, thầy tôi đều tới đây uống trà, gặp gỡ bạn bè. Bây giờ là thời gian nghỉ ngơi của ông ấy. Tôi đã liên lạc trước với ông ấy nói sẽ cho chúng ta 5 phút. Trên đường đi, Tề Đẳng Nhàn đưa tay đỡ Lý Vân Uyển đang bị chật mắt cá chân. Mặc dù trong lòng Giang Vĩnh vô cùng khó chịu, nhưng anh ta cũng không nói cái gì, anh ta cảm thấy Tề Đẳng Nhàn sẽ tự ý thức được chênh lệch giữa hai bên, Lý Vân Uyển nhất định sẽ hiểu được điều này. Mọi người tạm thời chờ một chút, tôi đi vào nói với thầy tôi một tiếng. Giang Vĩnh cười nói, đẩy cửa một gian phòng trà ra, đi vào. Một lát sau, Giang Vĩnh đi ra, gật đầu với Lý Long Dịch, nói, chú Lý, chú đi vào theo tôi. Tâm tình Lý Long Dịch không khỏi kích động,
nói với Lý Vân Uyển, con ở đây chờ cha đi ra. Tề Đẳng Nhàn không khỏi ngẩn người, Hoàng Văn Đào có phổ lớn như vậy sao? Hôm qua, tôi không thể nhìn thấy nó. Thanh danh của Hoàng Đại Tiên Sinh thật sự rất vang dội, anh không nên coi thường. Lý Vân Uyển nói với Tề Đẳng Nhàn. Phải không? Tề Đẳng Nhàn thản nhiên nói, hiển nhiên vẫn là không quan tâm. Lý Vân Uyển nói, ngày hôm qua nếu không phải người của Hà gia tới tìm phiền phức, Hoàng Đại Tiên Sinh cũng sẽ không ra mặt, chúng ta vốn là không gặp được ông ấy. Loại người như ông ấy, thần long thấy đầu không thấy đuôi, nói khoa trương một chút, người bình thường có thể nhìn thấy ông ấy, chính là một loại cơ duyên. Ô, Tề Đẳng Nhàn vẫn rất bình tĩnh. Anh có đang nghe không hả? Lý Vân Uyển bất giác đưa tay lên nhéo nhẹ tai của Tề Đẳng Nhàn, sau đó ghé vào lỗ tai của hắn hung hăng nói. Tề Đẳng Nhàn tiện tay gỡ ngón tay của cô ấy ra, bình tĩnh nói, tất nhiên là tôi đang nghe rồi, nhưng có điều anh ta có phải nhân vật máu mặt hay không, liên quan gì đến tôi? Hắn có tiền, cũng đâu có chia cho tôi. Khóe miệng của Lý Vân Uyển giật nhẹ, cảm thấy tính cách và triết lý của Tề Đẳng Nhàn cũng quá ư là tự nhiên rồi, nhưng ít nhất cuộc sống cũng nhẹ nhàng hơn bao người. Chỉ sợ rằng ngay cả khi nguyên thủ quốc gia mà đứng trước mặt hắn, hắn cũng sẽ không thèm nói lấy một lời. Đều là con người cả thôi, đôi vai của ai chả phải chống đỡ một cái đầu, chẳng qua chỉ là có quyền có tiền hơn thôi, có gì đâu mà phải sợ. Chân tôi còn đau, anh xoa cho tôi đi. Lý Vân Uyển xoay người, nhấc đôi chân xinh đẹp lên đặt vào trong lòng của Tề Đẳng Nhàn. Sau đó, cô ấy phát hiện Tề Đẳng Nhàn không còn bình tĩnh như vậy nữa, điều này làm cô ấy không nhịn được mà bật cười đắc ý, quả nhiên cũng có chuyện có thể khiến anh không bình tĩnh được. 5 phút sau, Lý Long Dịch cúi đầu chán nản đi ra, nhìn thấy Tề Đẳng Nhàn đang bận xoa bóp mắt cá chân cho Lý Vân Uyển, cũng không hơi đâu mà trách móc hắn. Giang Vĩnh cũng bước ra theo, nhìn thấy cảnh này, khuôn mặt anh ta bỗng chốc đen lại. Ở thời cổ đại, bàn chân của người con gái chẳng khác gì mạng sống của cô ấy cả, những người bảo thủ hơn thậm chí đến chồng của họ cũng không thể nhìn thấy. Tề Đẳng Nhàn vậy mà lại có thể xoa bóp mắt cá chân cho Lý Vân Uyển một cách tự nhiên đến vậy. Có thể thấy mối quan hệ giữa hai người họ đã thân thiết đến mức nào, đặc biệt là việc Hoàng Văn Đào không chịu giúp đỡ tập đoàn Mộc Tử, điều này càng khiến cho lòng của anh ta trùng xuống. Làm gì đấy, còn ra thể thống gì nữa? Đây là một câu lạc bộ cao cấp, ở nơi Thanh Thiên Bạch Nhật làm ra loại chuyện như này, còn đáng mặt đàn ông nữa không vậy? Nếu người ta nhìn thấy, chẳng phải sẽ chê cười bọn tôi mang tên quê mùa nhà cậu vào đây à? Giang Vĩnh chỉ vào mũi của Tề Đẳng Nhàn rồi bắt đầu chửi rủa. Lý Long Dịch cũng cau mày nói, Vân Uyển, con cũng không còn nhỏ nữa, chú ý hình tượng một chút đi. Lý Vân Uyển có chút không vui hạ chân xuống, hỏi, ba, chuyện đó vẫn chưa giải quyết xong sao? Vẫn chưa thuyết phục được ông Hoàng Đại, ông ấy cho rằng tập đoàn Mộc Tử của chúng ta không đáng để nhắc đến, hơn nữa chuyện này cũng không có liên quan gì đến ông ấy, nên ông ấy không muốn tham gia. Vẻ mặt của Lý Long Dịch đầy chán nản, còn có chút bất lực. Chú Lý, không sao đâu, có gì lát cháu sẽ cố gắng thuyết phục thầy hơn nữa. Nghe giọng điệu của ông ấy, chắc chắn có thể vẫn còn cơ hội. Giang Vĩnh tiếp lời. Tự bản thân Giang Vĩnh cũng rõ, những gì anh ta nói đều là những lời vô căn cứ, anh ta không có khả năng thay đổi suy nghĩ của Hoàng Văn Đào, mối quan hệ của anh ta và Hoàng Văn Đào cũng không thân thiết như anh ta nói. Anh ta chẳng qua chỉ là tình cờ nghe Hoàng Văn Đào giảng vài lần, hơn nữa Hoàng Văn Đào cũng có cái nhìn về anh ta, điều này khác xa so với mối quan hệ thầy trò thực thụ. Lý Long Dịch nói, vậy làm phiền tiểu Giang cháu rồi. Mặc dù hôm nay vẫn chưa thuyết phục được ông Hoàng Đại, nhưng thật vinh dự khi được gặp ông ấy và trò nói chuyện trong vòng 5 phút. Tề Đẳng Nhàn hỏi, chú Lý cho rằng vấn đề này rất cấp bách sao? Nhất định phải để Hoàng Văn Đào nói giúp à? Vớ vẩn. Nếu không thì sao, người trong công ty đều hoang mang lo sợ, ai còn hứng làm việc nữa chứ? Lý Long Dịch tức giận nói. Giang Vĩnh ở bên cạnh cũng nói, một tên cai ngục nhỏ nhoi như anh, biết gì doanh nghiệp mà nói, mấy thứ không nên hỏi bớt hỏi dùm đi. Một câu lạc bộ quy mô lớn thế này, anh chưa đến bao giờ đúng không? Hôm nay tâm trạng tôi tốt, để tôi dẫn anh đi lòng vòng tham quan, để anh biết thời thế là gì. Tề Đẳng Nhàn cười lắc đầu nói, thuyết phục Hoàng Văn Đào khó đến vậy sao? Chú đứng đây chờ một lát, cháu vào đó nói chuyện với ông ấy một chút. Giang Vĩnh khịt mũi lạnh lùng nói, đúng là đồ không biết tự lượng sức, anh nghĩ anh là ai mà lại có thể thuyết phục được thầy của tôi?
Đừng nói là thuyết phục được ông ấy, ngay cả mặt của ông ấy anh cũng không có cửa để nhìn nữa đấy. Với thân phận, địa vị hiện giờ của anh, quả thật là chênh lệch quá lớn, thầy căn bản không thèm gặp anh. Tề Đẳng Nhàn bỗng chốc đứng dậy đi về phía phòng trà. Lý Long Dịch cau mày, không ngờ chàng trai này lại ngu dốt đến mức dám quấy rầy Hoàng Văn Đào. Anh không sợ gây chuyện à? Giang Vĩnh thậm chí còn không thèm bước tới cản anh, mà chỉ lạnh lùng ngồi nhìn, Hoàng Văn Đào không phải là người duy nhất trong phòng trà ấy, ngoài ra còn có các vệ sĩ của ông ta. Nếu Tề Đẳng Nhàn cứ thế xông vào, anh có lẽ sẽ bị đám vệ sĩ ném ra ngoài trong vòng chưa đầy 30 giây. Cũng tối, cháu cũng lười khuyên can những người tự cao tự đại như vậy, đợi sau khi anh ta vào đó, để cho đám vệ sĩ đó ném ra ngoài, cho biết thế nào là mất mặt. Giang Vĩnh cũng muốn ngồi không hóng chuyện. Đợi đến khi Tề Đẳng Nhàn bị đám vệ sĩ ném ra ngoài, anh ta sẽ từ từ chế nhạo anh, để Lý Vân Uyển nhận ra khoảng cách giữa hai người. Đi thôi, một lát cậu ta bị vệ sĩ của ông Hoàng Đại ném ra ngoài e là rất khó coi, chúng ta giữ chút thể diện cho cậu ta đi. Lý Long Nhất tuổi tác đã lớn, làm việc luôn có chừng mực, ông lắc đầu với Lý Vân Uyển, định kéo cô ấy đứng dậy rời khỏi đây trước. Lý Vân Uyển sửng sốt, nói, ông Hoàng Đại bảo vệ sĩ ném anh ấy ra ngoài sao? Ba, đừng đùa nữa. Nếu ba muốn ông Hoàng Đại giúp ba việc này, anh ấy nhất định sẽ làm được. Lý Long Dịch cười lạnh nói, ba thấy con đúng là bị cậu ta quay như trong chóng rồi, sự thông minh thường ngày biến đâu mất rồi. Ba và Giang Vĩnh vừa rồi nói rất nhiều điều tốt trước mặt ông Hoàng Đại, nhưng ông Hoàng Đại vẫn lạnh lùng từ chối. Con nghĩ một tên cai ngục như cậu ta có thể xử lý việc này sao? Đi thôi, một lát nữa cậu ta sẽ bị ném ra ngoài thôi, chúng ta nán lại đây chỉ làm cậu ta mất mặt thôi. Giang Vĩnh cũng nói, chú Lý nói không sai, con người này đúng là không tự lượng sức, tự mình chuốc lấy khổ, chúng ta cũng không thể làm gì. Tuy nhiên, nếu Vân Uyển không tin... Chúng ta có thể ở đây đợi thêm 1-2 phút gì đó nữa, nhưng đến lúc đó, mặt của anh ta e là sẽ đen như đít nồi. Lý Vân Uyển không khỏi cười lạnh nói, nếu như anh ấy làm được thì sao? Anh ta cậu ta chắc chắn không được, Giang Vĩnh và Lý Long Dịch đồng thanh nói. Lý Long Dịch nói, nếu con tin tưởng cậu ta như vậy, vậy thì ba đành phải cược một ván vậy. Nếu như một hồi nữa mà cậu ta bị ném ra ngoài, như vậy từ giày về sau con không được phép giao du với tên lừa đảo đó nữa, tránh chuốc họa vào thân. Nếu cậu ta có thể làm được, vậy thì những chuyện sau này của con, ba tuyệt đối sẽ không xen vào nữa. Thế nào? Nụ cười của Lý Vân Uyển càng trở nên rạng rỡ hơn, cô ấy nói, được. Nếu anh ấy không làm được, con sẽ lập tức vạch rõ ranh giới với anh ấy, thậm chí con sẽ cân nhắc đến việc giao du với anh Giang nhiều hơn nữa, nhưng nếu anh ấy có thể... Vậy thì con mong ba sẽ giữ lời hứa. Sau này bất kể con lựa chọn thế nào, ba cũng không được cấm cản. Lý Long Dịch đồng ý, được. Giang Vĩnh nghe thấy điều này không khỏi vui mừng khôn xiết, anh ta không ngờ Lý Vân Uyển và Lý Long Dịch lại cược với nhau, chỉ cần anh ta đợi thêm một lúc nữa, Tề Đẳng Nhàn sẽ bị ném ra ngoài, hình ảnh của hắn trong lòng của Lý Vân Uyển sẽ hoàn toàn tan vỡ. Lúc trước anh ấy nói thật với mọi người, chỉ là mọi người không tin mà thôi. Một lát nữa mà có bị vả mặt, đừng trách ba không nhắc nhở. Lý Vân Uyển mỉm cười nghĩ, sau khi đánh cược với ba, cô ấy sẽ không phải phiền lòng nữa. Ngay cả khi ba biết về mối quan hệ giữa Tề Đẳng Nhàn và nhà họ Tề, ông cũng không thể ngăn cản cô làm điều gì đó nữa. Nếu con đã quyết lấy anh Tề, sao có thể không tự vạch đường đi cho mình trước chứ? Lý Vân Uyển thầm nghĩ, xoay nhẹ cổ chân, khó tránh khỏi có chút đắc ý. 5 phút trôi qua. Tề Đẳng Nhàn vẫn chưa bước ra. Giang Vĩnh không nhìn được nói, chẳng lẽ anh ta bị đánh chết bên trong luôn rồi sao? Có cần con vào đấy xem thử không? Lý Long Dịch lạnh lùng nói, nếu cậu ta bị đánh chết, cũng là do cậu ta đáng bị như vậy, do cậu ta không biết tự lượng sức, bản thân đành phải nhận kết cục như vậy thôi. Trong khi nói, ông cũng liếc nhìn sang Lý Vân Uyển, điều này ngụ ý rằng Tề Đẳng Nhàn không đủ tốt với Lý Vân Uyển. Lý Vân Uyển xoa nhẹ mắt cá chân, chỉ cười mà không nói lời nào, nếu Tề Đẳng Nhàn thực sự có thể bị vệ sĩ của Hoàng Văn Đào đánh chết, vậy thì Trần Hùng Phi của ngày hôm qua cũng không cần anh ra mặt giải quyết rồi. 2 phút nữa đã trôi qua, cánh cửa đột nhiên mở ra. Anh ta sắp bị ném ra ngoài rồi, Giang Vĩnh cười nói. Tuy nhiên, điều khiến anh ta ngạc nhiên là Tề Đẳng Nhàn không những không bị ném ra ngoài mà còn cùng Hoàng Văn Đào bước ra ngoài.
Đồng tử của Lý Long Dịch co rút mạnh lại, trên mặt tràn đầy sự kinh ngạc, chuyện gì đã xảy ra thế này? Sau khi Hoàng Văn Đào đi ra, ông ta cười với Lý Long Dịch rồi nói, Lý Tổng và cậu Tề đây quen biết nhau sao, sao lúc nãy ông không nói với tôi kia chứ? Ông có mối quan hệ như vậy, tôi đã không từ chối giúp ông việc nhỏ này rồi. Hả? Cậu Tề? Cậu ta, Tề Đẳng Nhàn. Lý Long Dịch kinh ngạc nhìn Tề Đẳng Nhàn, nhất thời không nói nên lời. Sau khi Giang Vĩnh nghe những lời này của Hoàng Văn Đào, anh ta cũng rất ngạc nhiên, đồng thời, anh ta cảm thấy rất xấu hổ. Anh ta đã tuyên bố với thế giới bên ngoài rằng anh ta là học trò của Hoàng Văn Đào, hơn nữa anh ta còn có mối quan hệ thân thiết với ông ta, vì vậy anh ta có thể giúp Lý Long Dịch giải quyết vấn đề này. Cuối cùng, anh ta đã không làm được, đã vậy còn để Tề Đẳng Nhàn giành mất công lao. Những gì Hoàng Văn Đào nói tương đương với việc tát anh ta một cái thật mạnh. Cậu Tề cũng coi như có ơn với Hoàng gia bọn ta, ông mà nói ông là bạn của cậu ấy, sao tôi lại có thể từ chối kia chứ? Hoàng Văn Đào cười, rồi đưa tay vỗ nhẹ vai Lý Long Dịch, dáng vẻ rất thân thiết. Lý Long Dịch sững sờ, vội vàng trả lời, vâng, vâng, đều là lỗi của tôi đã che giấu chuyện này. Ha ha! Hoàng Văn Đào quay đầu lại nhìn Giang Vĩnh lần nữa rồi nói, Tiểu Giang, tôi không ngờ cậu là bạn của cậu Tề đấy. Sau này nếu tôi có lớp, tôi sẽ thông báo trước cho cậu. Vâng, cảm ơn thầy. Giang Vĩnh uất ức đáp, chưa từng nghĩ tới có ngày anh ta lại phải nhờ đến anh. Hoàng Văn Đào nói, việc nhỏ mà ông muốn tôi giúp, tôi sẽ nói giúp ông vài lời, không có gì đáng ngại. Được, được, cảm ơn ông Hoàng Đại. Lý Long Dịch vội đưa tay nắm lấy tay của Hoàng Văn Đào, dùng sức lắc lắc vài cái, giờ đây ông mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Sau khi trò chuyện vài câu, Hoàng Văn Đào có việc nên liền rời khỏi câu lạc bộ. Lý Long Dịch kinh ngạc nhìn Tề Đẳng Nhàn nói, cậu chủ thiếu, hóa ra cậu có quen với ông Hoàng Đại à? Thất lễ rồi. Trong phút chốc, xưng hô của ông với Tề Đẳng Nhàn đã thay đổi. Tề Đẳng Nhàn thản nhiên nói, chỉ là giao tình bình thường mà thôi. Ông ta chỉ nợ tôi một ân tình mà thôi, tiện thể xài luôn vậy thôi ấy mà. Lý Long Dịch càng hoảng sợ, khiến Hoàng Văn Đào mắc nợ không phải chuyện nhỏ, hơn nữa, để giúp tập đoàn Mộc Tử, Tề Đẳng Nhàn quay lưng một cái vậy mà lại sử dụng ân huệ này. Hóa ra chỉ có như vậy thôi à, thầy của tôi coi trọng ân nghĩa, nếu hiện tại anh đã dùng ân huệ này, sau này e là khó có thể qua lại với ông ấy nữa. Giang Vĩnh ở bên cạnh không cam tâm giễu cợt nói. Con người! Suy cho cùng vẫn phải có sự nghiệp và năng lực của chính mình mới được, chỉ dựa vào may mắn để kết giao với nhân vật tai to mặt lớn thôi thì chẳng phải con đường đúng đắn gì. N tình này, cũng có ngày rồi sẽ dùng hết thôi. Tề Đẳng Nhàn làm lơ lời nói của Giang Vĩnh, thậm chí không thèm đáp lại. Giang Vĩnh nói với Lý Long Dịch, chú Lý, cháu mới lấy được một dự án nhỏ từ một người bạn, ước chừng nó có thể giúp tập đoàn Mộc Tử kiếm được 2, 3 triệu tệ 6, 7 triệu đồng. Nói xong, anh ta lấy điện thoại di động ra đưa cho Lý Long Dịch với vẻ mặt đắc ý. Ồ, nói về dự án, tôi quên mất. Cháu có một số dự án từ phía Tân Thế Kỷ, một trong số đó dự định phân cho tập đoàn Mộc Tử của nhà chú. Tề Đẳng Nhàn suy nghĩ một chút, tiện tay đưa điện thoại cho Lý Vân Huyền. Giang Vĩnh không nhìn được chế nhạo, anh nghĩ tập đoàn Hướng Thị là chợ rau à, dự án của họ bộ anh nói muốn là được sao? Lý Vân Huyền vội kêu lên, ba. Ba mau xem đi. Anh Tề đã giúp chúng ta sắp xếp một dự án có thể kiếm được hơn 12 triệu nhân dân tệ 36 triệu đồng. Cái gì? Sau khi Lý Long Dịch nghe thấy điều này, ông bỗng làm rơi điện thoại của Giang Vĩnh, vội chạy đến bên Lý Vân Huyền để xem. Sắc mặt Giang Vĩnh chợt tái nhợt, lẩm bẩm nói, là giả, nhất định là giả. Nói xong, anh ta cũng bước tới coi, sau đó cười lạnh một tiếng, chỉ là một tấm hình, làm giả mấy hồi. Nhưng cái của tôi là hợp đồng ký kết điện tử đấy. Lý Long Dịch không khỏi hoài nghi, dù sao thì một dự án sinh lời như vậy, tập đoàn Hướng Thị lại chịu cho đi sao? Đúng là có chút khó tin. Đang nói chuyện, Giang Vĩnh bỗng nhìn thấy một bóng người, liền không khỏi sửng sốt một chút, sau đó tiếp tục cười lạnh nói, Tề Đẳng Nhà, anh vậy mà dám mạo danh tập đoàn Hướng Thị đi gạt người, cứ chờ bị tập đoàn Hướng Thị xử đẹp đi. Nói xong, anh ta chạy về phía bóng người đó. Trên mặt nở nụ cười nịnh nọt, nói, Hướng Tổng, xin chào. Tôi là Tiểu Giang của công ty cổ phần Đằng Long, lần trước tôi có nói chuyện với cô trong cuộc họp giao lưu ấy. Người này là Hướng Đông Tình.
Sắc mặt của Hướng Đông Tình vẫn không thay đổi, nhìn anh ta hỏi, có chuyện gì sao? Bên kia có một tên mạo danh tập đoàn Hướng thị của cô để đi lừa đảo, cô mau qua đó xem đi. Giang Vĩnh nói, chỉ tay và chờ đợi. Sau khi Hướng Đông Tình quay đầu lại, nhìn thấy Tề Đẳng Nhàn liền không khỏi sửng sốt, sau đó cười lạnh một tiếng, híp mắt, mang theo sự tức giận xông tới. Nhìn thấy dáng vẻ tức giận của Hướng Đông Tình, vẻ mặt của Giang Vĩnh bỗng hiện lên một nụ cười đắc ý, anh ta nói, tên họ Tề đó chết chắc rồi. Hướng Đông Tình sẽ không buông tha cho anh đâu. Thôi xong rồi, sao Hướng Tổng lại tức giận như vậy? Tôi chưa từng thấy sắc mặt cô ta đen như vậy. Lý Long Dịch ngẩng đầu lên, nhìn thấy Hướng Đông Tình liền sợ tới mức suýt nữa làm rơi điện thoại. Lý Vân Uyển cũng hơi sửng sốt, không hiểu Hướng Đông Tình vì sao lại tức giận như vậy. Nhìn thấy Hướng Đông Tình bước nhanh tới, Lý Long Dịch không khỏi cảm thấy da đầu ngứa ran, nhỏ giọng nói, chẳng lẽ Tề Đẳng Nhàn thực sự đang lừa người sao? Cậu ta đang mạo danh tập đoàn Hướng thị ư? Trước khi Lý Vân Uyển mở lời, Hướng Đông Tình đã đến gần. Phó Bộ trưởng Tề, cậu thật là to gan, dám kéo tôi vào cuộc. Sắc mặt của Hướng Đông Tình trông âm trầm, cô ta lạnh lùng nói, ngữ khí vô cùng sắc lạnh. Nói nhảm, điện thoại của tôi hết pin rồi. Tề Đẳng Nhàn bình tĩnh nói, cầm lấy điện thoại từ tay Lý Long Dịch, bỏ vào túi. Màn hình điện thoại vẫn sáng, nhưng nó tối đen sau khi anh nhấn vào. Đây rõ ràng là mở to mắt nói dối mà. Hơn nữa, còn nói trước mặt Hướng Đông Tình. Tuy nhiên, cả Giang Vĩnh và Lý Long Dịch đều không khỏi sửng sốt, Hướng Đông Tình vừa đến lại nói một câu như vậy. Tề Đẳng Nhàn quen biết với Hướng Đông Tình, hơn nữa, có vẻ như anh là cấp dưới của Hướng Đông Tình. Phó Bộ trưởng sao? Giang Vĩnh chỉ cảm thấy như sét đánh ngang tai, thế giới quan của anh ta ngay lập tức sụp đổ. Tại sao một cai ngục nhỏ nhoi như vậy, dựa vào cái gì lại có lai lịch và mối quan hệ như thế? Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì chứ? Giang Vĩnh người vốn dĩ có tư chất vượt trội hơn Tề Đẳng Nhàn, lúc này đã hoàn toàn bị đánh bại. Sau khi Tề Đẳng Nhàn và Lý Vân Uyển chào hỏi, anh đi theo Hướng Đông Tình rời đi trước, hai người họ có vài việc cần nói. Anh kéo tôi vào cuộc làm gì? Lỡ tôi có việc cần tìm anh thì phải làm sao? Sắc mặt của Hướng Đông Tình âm trầm hỏi. Cô gây ra chuyện lớn như vậy cho tôi, cũng không báo trước cho tôi, kéo theo cô có sao đâu chứ? Tề Đẳng Nhàn hờ hững đáp. Hướng Đông Tình không nói nên lời, anh chàng này vậy mà coi lòng tốt của mình như đồ bỏ, bản thân cô ta định thành lập một công ty mới, hơn nữa còn tính để anh phụ trách toàn bộ tình hình chung, anh vậy mà lại không vui sao? Trên đời này, ai có thể có được chuyện tốt như vậy? Hơn nữa, sau khi gặp rồi, sao cũng không vui vậy chứ? Đây là loại logic chết tiệt gì vậy? Hướng Đông Tình hít sâu vài hơi, đè nén sự bất mãn trong lòng, cùng Tề Đẳng Nhàn trở về tập đoàn Hướng thị. Cô ta đưa một xấp tài liệu cho Tề Đẳng Nhàn rồi nói, hãy ký vào tài liệu này đi, anh sẽ là người hợp pháp của công ty. Tề Đẳng Nhàn cũng không biết Hướng Đông Tình định làm gì, cũng không thèm hỏi đã tiện tay ký vào, trở thành ông chủ của công ty được Hướng Đông Tình đặt tên là công ty cổ phần Thiên Lại này. Tập đoàn Hổ Môn và tập đoàn Từ Thị đã bắt đầu huy động vốn trên quy mô lớn, tôi đoán rằng họ sẽ sớm tách khỏi tập đoàn Hướng Thị. Hướng Đông Tình nói với vẻ mặt nghiêm túc. Thật sao, Tề Đẳng Nhàn trông rất bình tĩnh. Hướng Đông Tình không khỏi cau mày, gõ bàn, lạnh lùng nói, anh nói sẽ giúp tôi giải quyết những khó khăn này, giúp tôi ứng phó vấn đề tiền bạc sao. Tề Đẳng Nhàn bình tĩnh nói, yên tâm, sẽ không có chuyện gì đâu. Cô ứng phó tạm trước đi, tiền bạc để tôi lo. Tôi đảm bảo rằng tập đoàn Hướng thị sẽ không thiếu vốn đâu. Anh cứ ngồi yên, tiếp tục ứng phó với việc xoay vòng vốn của họ là được rồi. Thái độ nhàn nhã của Tề Đẳng Nhàn khiến Hướng Đông Tình có chút tức điên, người này đối với chuyện sắp xảy ra luôn bình tĩnh như vậy à, thật khiến người ta cạn lời. Hiện tại Ngọc Tiểu Long vẫn chưa có động tĩnh gì, vì vậy Tề Đẳng Nhàn sẽ không ra tay quá sớm. Còn nữa, cô cũng nên bớt giao du với Vương Hổ đi, con người này sẽ không khách khí vậy mãi đâu. Hôm nào đó, anh ta bỗng nghĩ tới việc hủy diệt nhân đạo cô hối hận cũng không kịp. Tề Đẳng Nhàn lạnh lùng nói. Chuyện này tôi tự mình biết phải làm sao, anh không cần lo lắng. Việc anh cần làm bây giờ chính là chuẩn bị đầy đủ tài chính cho tôi. Hướng Đông Tình thản nhiên nói. Tề Đẳng Nhàn thấy thái độ của cô ta liền biết cô ta sẽ không nghe nên bất lực lắc đầu. Vương Hổ mặc dù là cậu chủ của tập đoàn Hổ Môn,
nhưng trong thâm tâm anh ta vẫn là kẻ giang hồ, có thể một ngày nào đó anh ta thực sự mất kiên nhẫn, sẽ trực tiếp đối đầu với Hướng Đông Tình. Sau khi rời khỏi tập đoàn Hướng Thị, Tề Đẳng Nhàn bỗng bị gọi về tập đoàn Kiều Thị. Ngày mai là sinh nhật của ông nội, tôi đã giúp anh chuẩn bị quà trước rồi, đến lúc đó anh chỉ cần cầm đi tặng là được rồi. Kiều Thu Mộng lạnh lùng nói với Tề Đẳng Nhàn. Sau những gì đã xảy ra tối qua, cô ta hoàn toàn thất vọng về Tề Đẳng Nhàn, hơn nữa cô ta còn mất mặt trước mặt Ngọc Tiểu Long. Bây giờ nghĩ lại, cô ta thậm chí còn hối hận vì đã gửi Tề Đẳng Nhàn đến Sơn Trang Vân Đỉnh, dù sao những gì Tề Đẳng Nhàn đã làm có thể khiến Ngọc Tiểu Long coi thường cô ta. Kiều Thu Mộng lạnh lùng nói, đại thọ 80 tuổi của ông nội, ngày này anh đừng gây rắc rối cho tôi, nếu không, tôi sẽ không bao giờ dễ dàng tha thứ cho anh. Tề Đẳng Nhàn chỉ cười nhẹ, sau đó hỏi, cô với tập đoàn Kiều Thị đã bán toàn bộ miếng đất ở thung lũng giết người trong tay tập đoàn Hướng Thị sao? Là Kiều Thanh Vũ đã bán nó, hơn nữa, miếng đất ở thung lũng giết người không có giá gì cả, giữ lại nó cũng vô ích. Tập đoàn Hướng Thị sẵn sàng mua nó với giá gốc, âu cũng là chuyện tốt, có thể mang lại cho chúng ta chút không gian về mặt tài chính. Kiều Thu Mộng nói một cách thờ ơ. Khóe miệng của Tề Đẳng Nhàn vô thức co giật vài cái, nói các cô đúng là. Chỉ biết có cái lợi trước mắt, vậy mà lại đùng một phát tặng cho người ta rồi. Kiều Thu Mộng tức giận nói, đừng giả vờ ở đây nữa. Tôi biết do lúc đầu tôi đã nhẹ dạ cả tin vào Trương Thiếu Kiệt nên mới gây ra tổn thất lớn như vậy, nhưng bây giờ tôi đã bán hết đất đai, khoản lỗ sẽ được lấp đầy, 30 triệu tệ 90 tỷ đồng mà tôi nợ anh, sau này tôi sẽ trả lại cho anh không sót một xu. Tề Đẳng Nhàn bất lực nói, thung lũng giết người thực sự là một dự án phát triển trọng điểm trong tương lai. Sắc mặt Kiều Thu Mộng vô cùng lạnh lùng. Cô ta căn bản không tin Tề Đẳng Nhàn. Chiều hôm sau, Kiều Thu Mộng ném một bộ đồ mới cho Tề Đẳng Nhàn để anh mặc. Tề Đẳng Nhàn đi theo ba người Kiều Thu Mộng, Kiều Quốc Đào và Bàng Tú Vân đến chúc mừng sinh nhật ông Kiều. Ồ, Kiều Thu Mộng, cô còn mặt mũi đến sao? Sau khi nhìn thấy Kiều Thu Mộng, Kiều Thanh Vũ tiến lên mỉa mai. Sinh nhật của ông nội, sao tôi lại không tới được chứ? Kiều Thu Mộng lạnh lùng hỏi. Kiều Thanh Vũ nói, cô đi tin lời vu khống của Trương Thiếu Kiệt, mua lại cổ phần bất động sản của Trương Thị, khiến việc xoay vòng vốn của công ty không thành công, dẫn đến thua lỗ. Nếu tôi không tìm cách liên hệ với tập đoàn Hướng Thị, bán miếng đất thung lũng giết người cho Hướng Tổng, e là công ty sẽ phải chịu rất nhiều tổn thất. Tôi thì giải quyết được vụ lớn như vậy, còn giám đốc như cô chỉ biết làm mất tiền, nếu như tôi là cô, tôi sẽ không còn mặt mũi nào đến gặp mặt ông nội nữa. Kiều Thu Mộng bị những lời nói của Kiều Thanh Vũ làm cho sắc mặt tái mét, nhưng Kiều Thanh Vũ thực sự đã bán hàng trăm mẫu đất trong thung lũng giết người, điều này khiến cô ta không nói nên lời. Đang nói chuyện, Kiều Thanh Vũ bỗng buông tha cho Kiều Thu Mộng, đi thẳng tới một chàng thanh niên, kêu lên, ồ, cậu chủ Lý đến rồi. Tề Đẳng Nhàn quay đầu lại nhìn, đó là Lý Thiên Lạc, người cầu hôn của Hoàng Tình Ca trên tàu du lịch. Lý Thiên Lạc cầm một củ sâm trăm tuổi trong tay, thản nhiên đưa ra. Nhà họ Lý xin chúc ông Kiều đại thọ 80 vui vẻ, xin tặng ông một củ sâm trăm tuổi. Sau khi những người thân của nhà họ Kiều nhìn thấy Lý Thiên Lạc, họ lập tức vây quanh anh ấy, tâng bốc anh ấy hết lời. Không hổ là cậu chủ Lý, ra tay liền vô cùng hào phóng, nhân sâm trăm tuổi luôn à. Cậu chủ Lý đúng là tuổi trẻ tài cao, tuổi còn trẻ mà đã nổi tiếng gần xa, hôm nay có thể tới chúc mừng sinh nhật của ông nhà chúng tôi, thật là khiến nhà họ Kiều chúng tôi lấy làm vinh hạnh. Hoan nghênh cậu chủ Lý. Lý Gia Quyền hiện tại là di sản văn hóa phi vật thể của toàn tỉnh Đông Hải chúng ta, mấy năm nữa nhất định sẽ được cậu chủ Lý quảng bá đến toàn quốc. Nhà họ Lý bắt đầu kiếm tiền bằng cách mở một phòng tập võ, sau đó mở một công ty dược phẩm, công việc làm ăn rất thuận lợi, sản nghiệp trải rộng khắp tỉnh Đông Hải. Mặc dù không thể so sánh với các công ty tập đoàn lớn như tập đoàn Hướng Thị và tập đoàn Hổ Môn, nhưng giá trị thị trường của nó có thể ước tính đến khoảng 2 đến 3 tỷ tệ. Lý Thiên Lạc cũng chú ý tới Tề Đẳng Nhàn, khóe miệng lộ ra nụ cười khinh bỉ. Cha, rác rưởi, cậu cũng ở đây sao? Lý Thiên Lạc vừa đi đến vừa nói với Tề Đẳng Nhàn. Rác rưởi, đang nói ai vậy? Tề Đẳng Nhàn bình tĩnh hỏi. Cậu chứ ai? Lý Thiên Lạc vô thức nói, nhưng vừa nói xong, lập tức ý thức được có điểm không đúng, sắc mặt trở nên khó coi. Kiều Thanh Vũ tức giận nói, Tề Đẳng Nhàn. Cậu chỉ là con rể ăn nhờ ở đậu của Kiều Thu Mộng mà thôi,
có tư cách gì nói với cậu chủ Lý như vậy? Còn không mau quỳ xuống xin lỗi cậu chủ Lý. Lý Thiên Lạc vẫy tay một cách rất phóng khoáng, nói, bỏ đi, hôm nay là một ngày vui, đừng gây chuyện. Đúng là vô dụng, hai vợ chồng đều là thứ vô dụng, một người chỉ biết gây họa, một người chỉ biết làm ăn thua lỗ. Kiều Thanh Vũ cười nhạt và nói. Tề Đẳng Nhàn lãnh đạm nói, Kiều Thanh Vũ, nói tới làm ăn thua lỗ, có người còn thua lỗ hơn cô sao? Kiều Thanh Vũ nhăn mày đáp, cậu nói vậy là có ý gì? Đưa bằng chứng ra. Tề Đẳng Nhàn đáp, miếng đất ở thung lũng giết người, cô một hơi bán hết tất cả. Cô biết là chuyện này gây ra biết bao nhiêu thiệt hại không? Ít nhất cũng phải 2 tỷ tệ. Sau khi Kiều Thanh Vũ nghe mấy lời này, cô ta liền cười ha hả, nói thiệt hại. Buồn cười, một miếng đất thung lũng giết người ngay cả chim cũng không thèm ý đó, anh lại nói tôi bán lỗ 2 tỷ. Cậu cũng dám nói đó, gan lớn bao nhiêu, đất đáng giá bấy nhiêu phải không? Tề Đẳng Nhàn nói một cách thờ ơ, miếng đất thung lũng giết người ấy là một kế hoạch trọng điểm trong tương lai. Nếu cô bán nó đi thì đó sẽ là một tổn thất rất lớn. Cô đã bỏ lỡ một cơ hội để tập đoàn Kiều Thị niết bàn. Cái gì, tôi có nghe nhầm không? Miếng đất thung lũng giết người ấy lại là kế hoạch trọng điểm cho tương lai ư? Tên Tề Đẳng Nhàn này đầu óc có vấn đề, cậu ta chỉ nói điều đó để giúp Kiều Thu Mộng bào chữa mà thôi. Lần trước, cậu ta vậy mà lại thu mua hợp đồng của tôi với giá 8 triệu mấy nhân dân tệ. Người đàn ông này là một tên ngốc, bà cô bảy người lần trước bán hợp đồng cho Tề Đẳng Nhàn. Lúc này đứng ra giải thích với những người thân của bà ta với giọng điệu giễu cợt và khinh bỉ không thể che giấu trên khuôn mặt. Lý Thiên Lạc cũng không nhịn được mà cười lớn, nói giỡn cái gì vậy? Nhà họ Lý bọn tôi ở cả tỉnh Trung Hải cũng đã coi như là một gia tộc có sức ảnh hưởng nhất định. Chuyện này, sao tôi chưa từng nghe người khác nói qua vậy? Cậu chẳng qua chỉ là một tên cai ngục, sao có thể có thông tin này? Cậu là con riêng của chủ tịch nước à? Ha ha! Kiều Thu Mộng kéo mạnh Tề Đẳng Nhàn, nhăn mày nói, đủ rồi. Tôi biết anh nói vậy là vì muốn giải vây giúp tôi, nhưng đừng để bản thân bị lừa vì lời nói dối của chính mình. Chuyện này nên dừng ở đây thôi, đừng nhắc tới hai chữ đất đai trước mặt tôi nữa. Nói xong, Kiều Thu Mộng quay người bước vào nhà. Mọi người cũng lần lượt giễu cợt, sau đó quay người đi vào. Lý Thiên Lạc ghé vào tai của Tề Đẳng Nhàn, cười lạnh nói, đồ tạp chủng. Chuyện giữa chúng ta vẫn chưa xong đâu. Nếu biết điều thì bây giờ cậu hãy quỳ xuống gọi tôi là ba đi, sau đó thề rằng sẽ không tiếp cận Hoàng Tình Ca nữa, tôi có thể cân nhắc về chuyện tha cho cậu. Nếu không lát nữa cậu mất mặt thì đừng trách tôi không cảnh cáo cậu trước. Tề Đẳng Nhàn nhìn Lý Thiên Lạc, hỏi anh bị ngu hả? Câu nói này khiến Lý Thiên Lạc sững người, vừa định nổi giận thì Tề Đẳng Nhàn đã quay người đi vào nhà. Cậu chủ Lý, không cần để ý loại rác rưởi này, cậu ta là thứ chỉ biết dựa dẫm vào phụ nữ. Không có nhà họ Kiều bọn ta nuôi cậu ta chỉ xứng ra đường làm ăn mày thôi. Kiều Thanh Vũ nói với vẻ mặt đầy khinh bỉ. Lý Thiên Lạc cười lạnh hai tiếng, nói, lát nữa tôi sẽ khiến tên nhóc này xấu mặt, xem sau này cậu ta còn mặt mũi nào làm trò trước mặt tôi nữa. Kiều Thanh Vũ nghe thấy điều này hiển nhiên rất vui mừng, cô ta sớm đã không ưa gì Tề Đẳng Nhàn rồi. Đã vậy cô ta còn từng cược thua phải quỳ xuống gọi anh là ba. Bây giờ, đột nhiên có một nhân vật máu mặt như Lý Thiên Lạc tới tính sổ anh, cô ta ước gì có thể ngay lập tức vỗ tay tán thưởng. Hôm nay ông Kiều mặc một bộ đồ thời đường màu đỏ, như biểu thị cho sự hạnh phúc, ông ấy chào tất cả các khách quý và cảm ơn họ đã đến chung vui. Tại sao hai đứa lại ở đây? Chuyện ta bảo hai đứa giải quyết đã giải quyết xong chưa? Sau khi Kiều Thu Mộng và Tề Đẳng Nhàn, ông Kiều hỏi với sắc màu mặt đen kịt. Ông ơi, mọi chuyện đã được giải quyết rồi ạ. Kiều Thu Mộng mím môi và gật đầu, Trịnh Quang Minh đã bị Hướng Thị sa thải rồi ạ, chúng cháu đã lấy được dự án rồi ạ. Kiều Thanh Vũ lúc này đã đi tới, khinh thường nói, dự án. Chỉ sợ là lấy một dự án trị giá mấy trăm ngàn tệ đắp vào cho có lệ chứ gì. Cũng phải, với năng lực ít ỏi của mày với thằng chồng vô dụng của mày. Làm gì có thể mang về cho tập đoàn Kiều Thị của nhà ta những dự án lớn nào được? Ông nội, đây là cậu chủ Lý Thiên Lạc, người kế thừa Lý Gia Quyền nổi tiếng ở tỉnh Đông Hải, hôm nay tới chúc thọ ông ấy ạ. Ông Kiều nghe vậy, sắc mặt liền tươi tỉnh hẳn ra, nhà họ Lý không phải là một gia tộc nhỏ, đặc biệt là ngành dược phẩm của nhà họ Lý, đó là một xí nghiệp lớn trị giá hàng tỷ tệ.
Kiều Thu Mộng định giải thích hai dự án mà cô ta nhận được với ông Kiều, nhưng ông Kiều quay lại phớt lờ cô ta, sau đó đến gặp Lý Thiên Lạc. Tề Đẳng Nhàn bất giác lắc đầu, may mắn thay, địa vị của Kiều Quốc Đào trong nhà họ Kiều không thấp, nếu không Kiều Thu Mộng có thể đã bị tập đoàn Kiều Thị đuổi ra khỏi nhà từ lâu rồi. Kiều Thu Mộng yên lặng đặt món quà sinh nhật mà cô ta đã chuẩn bị xuống rồi bước sang một bên. Tề Đẳng Nhàn cảm thấy nếu Kiều Thu Mộng có thể học cách tin tưởng thì tốt biết mấy, đừng nói đến việc tin tưởng bản thân, ít nhất cũng sẽ bớt lạnh lùng hơn. Không sao, khi nào tìm được thời cơ thích hợp, chia ra là được rồi. Tề Đẳng Nhàn nghĩ thầm, tâm thái rất bình thản. Trong bữa tiệc này, mọi người đã tập trung lại lần lượt chúc mừng ông Kiều. Lý Thiên Lạc cười nói, ông Kiều, chỗ tôi còn một món quà lớn nữa. Ồ, cậu chủ Lý khách sáo quá, ông Kiều xoa xoa tay, mỉm cười nói. Công ty dược phẩm của Lý thì có một cái dự án 10 triệu, sẵn sàng ký kết với tập đoàn Kiều Thị, cháu dùng cái này tới để chúc mừng ông Kiều ạ. Ông Kiều mừng rỡ, cái kia. Nhưng cháu có một điều kiện, Lý Thiên Lạc nói. Cậu chủ Lý cứ nói. Ông Kiều nói. Lý Thiên Lạc liếc Kiều Thu Mộng một cái, lại quét mắt nhìn Tề Đẳng Nhàn một lần, sau đó mỉm cười, cháu đã cảm mến Kiều Thu Mộng tổng giám đốc tập đoàn Kiều Thị từ lâu, nhưng mà, nghe nói bây giờ cô Kiều Thu Mộng đã gả cho người khác, trong lòng tiếc nuối vô cùng. Cho nên, cháu muốn cùng với cô Kiều Thu Mộng uống một chén rượu giao bôi, để thỏa mãn nội tâm tiếc nuối của mình. Uống xong chén rượu giao bôi, dự án 10 triệu này, cháu sẽ chắp tay dâng tặng. Lúc nói lời này, ánh mắt Lý Thiên Lạc lại dừng ở trên người Tề Đẳng Nhàn, ngoài cười nhưng trong không cười. Lúc còn trên du thuyền, anh ta cảnh cáo Tề Đẳng Nhàn, kết quả Tề Đẳng Nhàn trở về lại nói với Hoàng Tình Ca, vừa sờ vừa nhìn, đánh lên mặt của anh ta thật mạnh. Anh ta cũng không phải là người tốt, bị đánh vào mặt, đương nhiên muốn tìm lại danh dự, hơn nữa phải trả lại gấp bội lần. Vì thế, hôm nay anh ta xuất hiện ở tiệc mừng thọ 80 tuổi của ông cụ Kiều. Mọi người nghe nói như vậy, sau đó cũng không khỏi sững sờ, mọi người hai mặt nhìn nhau. Đám người thân thích của Kiều gia, nhưng lại cười trên nỗi đau của người khác, nhìn về phía Tề Đẳng Nhàn cảm thấy sau này hắn ta sẽ không còn mặt mũi nào nữa. Hơn nữa nói không chừng, qua mấy ngày nữa, trên đầu lại mọc thêm mấy cái sừng. Hắn ta là một tên giám ngục nhỏ, lấy cái gì mà so sánh với cậu chủ lớn Lý gia? Kiều Thu Mộng nghe được những lời này của Lý Thiên Lạc, sau đó mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, cô đột nhiên được sáng tỏ. Chẳng qua, bản thân đang trở thành công cụ bị Lý Thiên Lạc lợi dụng mà thôi, mục đích là đánh lên mặt Tề Đẳng Nhàn. Trong nội tâm cô không khỏi có chút lửa giận, cái tên Tề Đẳng Nhàn này, không có chuyện gì thì đi chọc Lý Thiên Lạc làm gì. Hôm qua, chính mình còn dặn dò hắn, đừng gây thêm phiền phức. Khuôn mặt Kiều Quốc Đào cũng có chút đen lại, chuyện này nếu như xảy ra, danh tiếng của Kiều Thu Mộng khó nghe, mặt mũi của Tề Đẳng Nhàn cũng không dễ nhìn. Nhưng Bàng Tú Vân lại vui mừng nói, tôi không nghĩ tới cậu Lý lại yêu thích Kiều Thu Mộng. Nếu như nói sớm ra thì tốt, vậy thì làm gì có chuyện cái tên Tề Đẳng Nhàn kia. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 7.